Hello, chào các bác. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để đón nhận các cái video của bên em đăng tải lên, và cũng như là cập nhật các cái mã hàng cũng như là mã giảm giá bên em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác yêu quý em thì nhớ cho em xin một nút like nhá, một nút like em đăng ký kênh và chia sẻ kênh lên các cái nền tảng để nhiều người biết tới kênh hơn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đài FM nhá. Đài FM thì các bác có thể dò tần sóng ở đây các bác này. Đấy. Và vùng lãnh thổ nhận đầu tư trong đó đang đầu với 54,6 triệu đô la Mỹ. Đấy, thì các bác có thể dò các cái tần sóng ở đây, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất là nhiều đài nhá. Đấy, băng tần của nó rộng, FM này rồi SQUAD này rồi AM đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dò ở đây để các bác nghe. Đấy, tiếng của nó rất là rõ luôn. Cho bản thân, câu ngữ luận văn học ở phần làm văn chiếm gần một số điểm. Vì vậy, cô Loan lưu ý thí sinh tuần sau 4 ngày hoàn thành. Theo cô để làm tốt phần này. Ở đây thì cái này nó sẽ là chỉnh dung lượng các nhá. Ở đây là chỉnh dung lượng này. Chỉnh volume này, vừa là công tắc này, công tắc tắt đi bật lên, vừa chỉnh volume luôn. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ là các bác dò tần sóng này. Và con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể nghe MP3, nghe loa Bluetooth cũng rất là hay luôn nhá. Đấy, thì cái chức năng Bluetooth này em giới thiệu thêm thôi. Còn em bán thì chủ yếu đài FM và đồng hồ đây, nó sẽ có sẵn đồng hồ, các bác tháo cái nút gạt này ra để mình sử dụng cho cái đồng hồ này. Đây, đồng hồ đang chạy các bác này. Đó. Đây, có đồng hồ, có điều chỉnh đồng hồ đây các bạn này. Đấy, có điều chỉnh đồng hồ đằng sau luôn. Đấy, giá sẽ là 260.000 con đài FM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ vít V46 nhá, V46. Bộ này thì nó sẽ là một cái bộ vít và trên 40 chi tiết các bạn. Đấy, bộ này sẽ là trên 40 chi tiết. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100 các bạn lên cho em là bộ V46 này. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá, 130.000 cho một bộ này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một tay công và một tay vít, rồi tay xoáy ngang, tay nối dài, rất là nhiều tay luôn. Đấy, các cái loại tay như này để các bác về các bác sử dụng này. Đấy, con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đó, xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đấy, tay vít này, đấy, tay vít này, đấy, tay vít rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay ngoắt nhéo này, tay ngắt nhéo này. Đấy, rồi tay công này, và nó sẽ có cho các bác là trên 20 đầu vít như này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ luôn. 130.000 nhá. 130.000 cái bộ vít này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là V46 nhá. V46 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng đen này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng đen như này. Đấy, mũi của nó là mũi khế, các bác có thể dùng được tất cả các loại vít luôn. Đấy, tất cả các bề mặt gỗ, sắt, thép các thứ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi, 100.000 các bác nhá. Giá thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. 100k cho một cái bộ 5 mũi khoan đa năng đen như này, tính ra vào chỉ có 20.000 một mũi thôi nhá. 20.000 một mũi thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là các bác lên mã giúp cho em, đó là cái kìm cộng lực nhá. Đây các bác đẩy đi này cho em này, đẩy này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn cộng lực như này. Hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó nghiêng 45 độ các bạn. Đấy, con này thì nó sẽ là nghiêng 45 độ thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nghiêng 45 độ thì con này lên cho em là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160k. 160.000 cho con kéo cắt tôn cộng lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ chuyên chén ngọc xanh như này nhá. Bộ chuyên chén ngọc xanh như này. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén và một chuyên như này nhá, 6 chén và một chuyên. Đấy, 6 chén và một chuyên như này. Chuyên này của nó thì nó sẽ là chuyên dạng chuyên thấp vừa phải này thôi, trong lòng bàn tay này thôi. Các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà, hoặc là các bác dùng để mình hãm trà, pha trà uống rất là ok luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén ngọc như này, 6 chén ngọc và một chuyên nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 cho mấy cái bộ 6 chén ngọc kèm chuyên như này nhá. Giá chỉ có 80k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho bác luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái giá dắt dao nhá. Giá dắt dao. Con này thì cái này là các bác lên cho em là giá dắt. À kệ các
Cái này thì các bác lên cho em là giá dao 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 đũa nhá. Đấy, lên cho em là kệ dao đũa nhá. Kệ, cái này thì các bác vừa vừa để được dao vừa được đũa luôn. Đây, dao đũa để vào bình thường. Giá thì chỉ có 150k thôi, 150.000. Chất liệu bằng inox 304, có nắp ở đằng sau này. Đấy, có nắp đằng sau này các bác nhá. Đấy, à, có nắp dít dít này để các bác xả nước này, hoặc là tháo ra bình vệ sinh này, còn nước thì các bác chỉ cần nghiêng đi là nó đã chảy rồi, nghiêng đi nó chảy rồi nhá. Ở đây thì 1 2 3 4 con dao này, một cái liếc, một cái kéo này, và các bác dắt đũa vào đây. Đấy. Các bác lên cho em là giá dao đũa nhá, giá dao đũa này. Đấy, hoặc là kệ dao đũa. Kệ dao đũa. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cái kệ dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi rác nhá. Đấy, túi đựng rác. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng túi cực kỳ là thông minh luôn. Một bịch này của nó là tới 100 túi luôn. Đấy, 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho sử dụng nhá. Bịch này là 100 cái luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. 100 cái tức là các bác dùng 3 tháng mới hết một bịch này. Dùng 3 tháng mới hết bịch này nhá. Một bịch này 100 chiếc luôn. Chất liệu túi bóng rất là dai. Các bác có thể dùng để mình đựng rác rồi nói chung là các kiểu đều được. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái dập đứt này thì các bác giật ra cho em. Đấy, các bác xé ra cho em này. Đấy, xé ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lồng nó ra mình cho vào các cái thùng rác nhà mình, nó rất là tiện luôn. Nếu các bác dùng những cái túi bóng đen thì nó lại không đủ cái diện tích để mình sử dụng, nhưng mà con này thì rất là ngon luôn. Đấy, kích thước của nó là 40-45, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 45-50 thoải mái luôn. Các bác lột ra nhà cho em này. Đấy, sau đó thì mình lồng vào thùng rác thôi, lồng vào thùng rác này. Đấy, rất là to luôn nhá. Đấy, 45-50 rất là to luôn, lồng vào thùng rác này. Sau đó khi nào mà đi đổ thì các bác chỉ cần là giật cái quai này lên cho em. Đấy, giật cái quai này lên cho em. Sau đó thì mình xách đi thôi, không cần bẩn tay luôn. Đấy, hàng thì rất là dai luôn các bác, rất là dai luôn nhá, rất là dai luôn các bác. Đấy, túi bóng rất là mỏng như vậy, rất là dai các bác này. Đấy, lên mã giúp em là túi đựng rác nhá. Các bác lên cho em là túi rác nhá. Đấy, túi rác giá sẽ là 45k. Con này thì các bác mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Đấy, 45.000. 45.000 cho một bịch như này, 100 cái luôn, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Giá thì sẽ là 40k cho một bịch như này. 40k cho một bịch 50 miếng. Con này thì bên em cũng bán mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, chương trình tri ân khách hàng cứ mua 5 tặng 1, bao gồm là 50 gói thuốc này và 50 miếng dán như này, chuyên dùng để thải độc gan bàn chân và các cái khu vực nào mà các bác cần dán lên cũng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 40k trên một bịch như này, mua 5 tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Miếng dán thải độc chân rất tốt luôn. Đó, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20 nhá, đèn 20. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho con đèn 20 này thôi. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, rất sáng luôn, rất sáng luôn. Có một viên pin 18650 pin của hãng và kèm cho các bác một cái cáp sạc cái này nhá, cáp sạc. Hàng rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, nhỏ gọn. Dài thì khoảng 20 cm. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều pin cho em nhá, lắp đúng chiều pin cho em để tránh nó không lên nhá. Đấy, các bác cứ lắp đúng chiều pin cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy, lắp đúng chiều pin nhá, xoáy chặt vào. Sau đó thì các bác bật công tắc lên cho em. Đó, bật công tắc lên. Đây, đấy, bật công tắc lên. Nếu các bác xoáy mà chưa chặt thì nó sẽ không lên, hoặc là không đúng chiều thì các bác đảo chiều pin đi cho em. Lên cho em là đèn 20 nhá. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho con đèn 20 như này. Siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn các bác thấy không? Đây, mình có thể zoom ra zoom vào này, rất là tiện luôn nhá. Đây em sẽ tắt điện em test cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, sáng chưa? Các bác thấy không? Đây. Đấy, một con đèn này. Đấy, các bác có thể zoom zoom lại này, sáng nhất, sáng rất sáng luôn nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha của nó rất là rọi luôn nhá, rất rọi luôn. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Chỉnh rất đơn giản này, các bác chỉ cần đẩy tay lên, đẩy tay xuống như này thôi là xong này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Rất sáng luôn. Và pha của nó rất là rộng thôi nhá, dùng rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Pha thì siêu rọi luôn các bác nhá. Pha thì siêu rọi luôn, các bác thấy không? Có thể rọi xa hàng nghìn mét luôn các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ vào ship các bác nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh và yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái trà sâm Hàn Quốc nhá, trà sâm Hàn Quốc. Ở đây nó sẽ là một cái dòng trà hàng của Hàn Quốc.
Made in Korea. Đây, Made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đây, Made in Korea, tem chống hàng giả rất đàng hoàng các bạn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái hộp trà sâm Hàn Quốc như này, giá của nó sẽ đợt này thì bên shop về cho các bác cái giá tốt hơn một chút nhá. Giá của nó sẽ là 220.000. 220.000 các bác lên tem trà sâm Hàn Quốc. Giá sẽ là 220k nhá, 220.000 và bao ship một hộp trà sâm Hàn Quốc như này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 100 gói nhá. Một hộp này là 100 gói luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 100 gói trà sâm hàng nội địa Hàn Quốc, Made in Korea đây. Đấy, đây. Một hộp này là 100 gói như này các bác này, 100 gói này. Đấy. Một hộp là một vỉ này luôn 100 gói. Tính ra là các bác mua như vậy là mất vào có 2.200 một gói và bên em đã bao ship đến tận nhà cho các bác nhá. Đấy, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng Made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea các bác này. Đấy, mã tem mã vạch cái thứ đàng hoàng tập đoàn Samsung. Đấy, kết hợp để sản xuất nhá. Đó, hàng chất lượng nguyên đai nguyên kiện chống hàng giả Made in Korea. Đây. Nó sẽ là gói trà như này. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là bóc ra thì mình có thể sử dụng là một là ăn trực tiếp này. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp này. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp luôn hoặc là mình hòa ra nước uống. Đấy, hòa nước uống như uống nước trà ấy. Đó, nói chung là cũng là đa di năng luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, uống vào thì tỉnh táo dành cho những người nào vừa ốm dậy này hoặc là bổ sung tăng cường dưỡng chất này, rồi là tốt cho hệ tiêu hóa này, rồi ăn được ngủ được các bác nhá. Giá thì đợt này sẽ về cho các bác giá tốt hơn một chút, sẽ là 220.000 nhá. Lên mã giúp em là trà sâm 220.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái kẹo sâm của Hàn Quốc nhá. Hàng này cũng hàng nội địa của Hàn Quốc luôn. Đấy, có trà sâm và kẹo sâm. Kẹo sâm này thì một gói của nó sẽ là 5 lạng các bạn. Một gói là 5 lạng đây, 500g. Calo của nó là lên tới 1967 calo. Cho nên là bác nào đang bị ốm yếu này, rồi đau mỏi này, rồi mệt mỏi này trong người thì các bác dùng cái kẹo này cho em rất là tốt nhá. Đấy, đây, sâm Hàn Quốc này. Hàng Made in Korea này, Made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Hàng này là hàng 100% nội địa của Hàn Quốc, hàng xách tay 100%, em bảo hành bao xịn, bao ngon các bác luôn nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kẹo sâm Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm như này. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bộ công tắc quạt, giá của nó sẽ là 50k nhá. Các bác lên cho em là công tắc quạt này. Đấy. Công tắc quạt giá của nó sẽ là 50k cho một cái bộ công tắc quạt như này. Thì con này của nó rất là tiện dụng luôn. Về nhà các bác chỉ cần là tháo ra cho em. Đấy, tháo ra cho em, sau đó thì các bác về mình tháo quạt ra mình đấu các kia số quạt vào đây cho em. Số quạt vào đây cho em. Đấy, số quạt thì mình đấu vào đây. Còn là các bác cấp nguồn vào đây cho em nhá. À, cái này là cái mắt cảm biến nhá, mắt cảm biến này các bác điều khiển công tắc này. Đấy, nó sẽ là bằng tiếng Việt, rất là tiện dụng luôn, có thời gian này, tắt bật các thứ này, tốc độ này rất là tiện luôn nhá. Đó, thì các bác không cần phải đến tận quạt mình tắt đi bật lên nữa mà các bác dùng qua cái điều khiển này cho em nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho cái bộ công tắc quạt thế này, rất là tiện luôn. Đấy, 50.000 cho cái bộ công tắc quạt này, đấu nối thì cũng là rất là dễ dàng nhá. Đấu nối rất là dễ dàng luôn và sử dụng thì rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên cho em là công tắc quạt đây. Đấu nối như này các bác này. Đấy, giá sẽ là 50.000 các bác nhá. Giải bật tắt quạt thì dùng bộ điều khiển từ xa này nhé. Cách lắp đặt thì đơn giản các bác nhá. Các bác đấu trong vòng 3 bước cho em nhá. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ cấp nguồn điện vào. Đây cái dây màu đen này, em cắt từ cái dây đen này ra. Mình sẽ cấp vào cái chân L. Và một dây nguồn vào nữa, khi hót tháo ra thì nó có sẵn hai dây, nó đấu tụm như này rồi. Thì các bác chỉ việc đấu vào cái chân L này cho em thôi. Như vậy là xong bước thứ nhất là cấp nguồn điện vào. Thứ hai là chúng ta đấu dây số nhá. Đây như cái dây số 1 đây là em cắt từ cái dây màu trắng ra ở đoạn này. Thì chúng ta đấu vào cái chân số 1 nhá. Và tiếp theo cái dây số 2 này em cắt từ cái dây màu vàng ở đây ra. Thì các bác sẽ đấu vào cái chân số 2 ở trên cái mạch này. Đây là cái dây số 3. Đây em cắt từ cái dây màu xanh ở cái chân này ra. Thì chúng ta sẽ đấu vào chân số 3 ở trên mạch. Rồi, xong, như vậy là xong bước thứ hai là cấp 3 dây số. Đến bước thứ ba là chúng ta đấu dây túp năng để quạt quay đi quay lại nhá. Đây là chính dây màu hồng đây, em cắt từ trong cái túp năng này ra. Thì chúng ta sẽ đấu vào cái chân SVK này cho em. Đây.
Như vậy là xong, chúng ta chỉ việc dùng thôi. Và mình chú ý là thò cái mắt cảm biến này ra ngoài để nó bắt được cái tín hiệu nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử thử nhá. Rồi bây giờ em sẽ điều khiển thử cho các bác xem nhá. Rồi bật em. Rồi chỉnh 3 tốc độ đi. Rồi, nhanh nữa nhá. Rồi 3 tốc độ này cho quạt quay này. Thế nhá, là các bác bây giờ mình nằm ở giường vẫn bật tắt được thoải mái luôn ạ. Đó, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có 50k cho một cái bộ điều khiển quạt này thôi các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là điều khiển quạt nhá. Đấy, em lên công tắc quạt thì nó hơi sai, lên cho em là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt giá sẽ là 50k. Đó, các bác lên cho em đó là điều khiển quạt giá sẽ là 50.000. Đó, điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt giá của nó sẽ là 50k. Nói chung là về các bác cứ đấu nối vào cho em như bình thường. Đây, nó có hướng dẫn cũng khá là chi tiết đây rồi. Đó, thì về nhà các bác cứ đấu nối vào là mình sử dụng thôi. Giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm, nó là cái cam mô hình các bác này. Cam mô hình đây. Đây nó sẽ là một cái cam như này. Giá sẽ là 100k cho một con cam mô hình như này nhá. 100k. Đấy. Cái này thì thực chất nó chỉ là một cái đèn thôi. Nó chỉ là một cái đèn thôi các bác. Nó chỉ là một cái đèn thôi, nhưng mà hình dáng thì nó làm giống cái cam để các bác sử dụng đèn. Có cả điều khiển nó viết cho các bác luôn, có điều khiển đầy đủ nhá. Hình dáng thì nó sẽ là một cái đèn và nó sẽ là năng lượng mặt trời. Các bác chỉ cần lắp ra ngoài cổng, ngoài cửa hoặc các khu vực nào đấy cần ánh sáng và có sẵn ánh sáng năng lượng mặt trời luôn nhá. Đó, đây, cứ có tối là nó sẽ lên, nó cảm biến. Tối là nó sẽ lên và có người đi đến thì nó sẽ lên. Đấy, thì rất là tiện luôn. Đó, giá sẽ là 100k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng mặt trời, đèn cam, lên mã giúp cho em đó là cam mô hình 100.000, cam mô hình. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm, nó là cái bấm cúc này. Đấy, cái bộ bấm cúc này thì giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, nó sẽ là dòng cúc bấm về nhà thì các bác có thể là đặt vào, sau đó thì mình bấm cúc quần, cúc áo rồi chăn màn, nói chung là đầy đủ cho bác luôn, giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Cái này nó sẽ là cái môi xúc đá nhá, môi xúc đá, giá của nó sẽ là 50.000. Cái chiều dài của nó thì vào khoảng 20 cm, của cái phần phễu này thì vào khoảng là 8-10 cm. Đấy, và chiều ngang này của nó vào khoảng 7 cm, thì rất là tiện, các bác có thể dùng xúc đá này, xúc đậu, xúc đỗ, xúc lạc cũng rất là ok. Nên theo là môi xúc đá giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000. Đó. Môi xúc đá 50.000 các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, bộ ấm mặt trời. Giá thì sẽ là 140.000 cho bộ ấm mặt trời như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một khay một dĩa này. Đấy. Một khay một dĩa này. Đây, nó sẽ là một khay đựng nước này, một cái khay lưới này, một cái khay rỗng như này. Đấy, và cái bộ chuyên chén này. Một bộ thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này trong lòng bàn tay này thôi nhá, chuyên trong lòng bàn tay này thôi. Đó. Một cái hũ đựng trà như này. Một hũ đựng trà như này nhá, hũ đựng trà cũng trong lòng bàn tay này thôi. Và có cho các bác là 6 cái chén này, 6 cái chén như này. Sản phẩm thì được làm từ đất nung của Nhật nhá. Giá sẽ là 140.000, bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén luôn. Đó, có 6 cái chén cho các bác sử dụng nhá. Đó, rất là ngon. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000. Đó. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lô giày lính Mỹ nhá. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ. Hàng này thì hàng của USA, hàng của Mỹ, mới tinh chưa qua sử dụng. Đấy, đây. USA các bác này. Đấy, USA Army, hàng của lính Mỹ này. Đấy. Cái phần đế này của nó thì rất là mềm luôn, có thể gấp gọn các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Hàng cực chất luôn nhá. Đấy, hàng cực chất lượng luôn. Đế của nó sẽ là đế cao su và hàng đế này của nó là chống trơn trượt rất là tốt luôn. Chống trơn trượt rất là tốt các bác này. Đây. Đây. Nền đá hòa các bác này, đẩy nó không đi luôn các bác nhá. Đẩy nó không đi luôn, các bác thấy không? Đó. Bám rất là tốt luôn, các bác thấy không? Đó, đẩy không đi luôn. Thì con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 390.000. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ nhá, 390.000.
các bác đặt sai số thì các bác cái hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ cho nên là cái cỡ chân của nó hơi to, cho nên là các bác đặt thì các bác cứ lùi lại cho em một cỡ là xong nhá. Đấy, ví dụ như là các bác chân 30 các chân 40 thì các bác cứ đặt cho em là cỡ 39 là xong, là ok, là về các bác đi vừa thôi chứ không có vấn đề gì cả. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải dù lính Mỹ này. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Hàng đẹp, nói chung là hàng này thì các bác nhận hàng là ưng luôn, không thể chê vào đâu được nhá. Đấy, một con giày cực kỳ là chất lượng như này. Đấy, chất liệu của nó cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, đi thử và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính Mỹ. Đi thì nó cực kỳ là ôm chân, ôm form, ôm dáng và rất là đẹp luôn. Đó đây, chất liệu của nó này các bác này. Rất chất lượng luôn. Một cái con như này các bác có thể đi cho em là từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn. Đi liên tục từ 3 đến 5 năm nhá. Hàng của lính Mỹ, nó đi rừng, đi đồi, đi đèo, đi núi, cho nên là hàng của quân đội thì cực kỳ yên tâm rồi. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ đây. Đấy, cũng là mũ của Mỹ luôn. Đấy, các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con mũ đại bàng như này các bác này. Đấy, 90.000 cho một con mũ đại bàng như này. Hàng mới tinh các bác nhá, hàng mới tinh. Đấy, cũng là hàng của Mỹ luôn các bác này. Đấy, Earpod đây. Đó. Lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 90.000 nhá. Đây, Earpod này, Earpod C này. Đó, lên cho em là mũ đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì đội cũng cực kỳ là ôm form, ôm dáng cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di này. Đấy, cũng Earpod này. Đấy, USA Army các bác này. Đó. Thì con này giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho một con mũ dàn di như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho con mũ dàn di như này. Ngoài ra thì bên shop có các có cái mũ đó là con này thì các bác lên cho em là mũ lính xanh nhá. Mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh con này thì sẽ là 65.000. Đấy. 65.000 cho con mũ lính xanh như này. Con mũ lính xanh này là 65.000 này. Còn con mũ dàn di này cũng là 65.000 luôn. Đấy, thì nó sẽ là mũ lính xanh và mũ dàn di đều là 65.000 hết nhá. Hai mẫu này thì đều là 65.000 hết này. Các bác lên cho em là mũ lính xanh này, đấy, và mũ dàn di này. Hai con này thì đều là 65.000 một chiếc. Con này nó cũng màu xanh nhưng mà nó có hình con đại bàng, cho nên là các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá. Giá sẽ là 90.000. Con này thì hàng form của nó đẹp hơn, dày dẫn hơn, cho nên là nó sẽ đắt hơn một chút là 90.000. Còn hai con là mũ lính xanh này và mũ dàn di này thì đều là 65.000 một chiếc hết nhá. Mũ lính xanh, mũ dàn di đều là 65.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối này. Mũ cối nhá, mũ cối giá của nó sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140.000 cho một con mũ cối này. Con này thì hàng của nó cực kỳ lâu đời luôn, tuổi đời của nó từ năm 1966 này. Đấy, 1966 đây. Đấy, chất liệu của nó thì bằng phít, cực kỳ là chắc chắn luôn. Nhưng mà nó rất là nhẹ nhá, khi các bác đội thì nó không bị nặng, bị ê đầu nhá. Rất là ôm luôn. Có cái này các bác có thể điều chỉnh, tùy chỉnh to nhỏ đây chứ. Đấy, các bác có thể thắt để tùy chỉnh to nhỏ cái cữ đầu của mình đội cho nó phù hợp nhá. Lên cho em là mũ cối nhá. Giá sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140.000 cho mình em mũ cối này thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là mũ cối. Giá sẽ là 140.000. 140.000 cho một con mũ cối như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ của lính Mỹ này. Mũ của lính Mỹ này, đó là cái mũ lưới nhá. Các bác lên cho em là mũ lưới. Con này thì giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Hàng này của nó thì nó sẽ là cái hàng của quân đội Mỹ nhá, US đây, đây. Đấy, hàng của quân đội Mỹ, US này. Đây, American các bác này, nó rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng rồi, em đã có rất là nhiều video test rồi đập tiếp cho các bác xem rồi. Nói chung là hàng chất lượng khỏi phải bàn rồi các bác nhá, đây. Chất lượng khỏi phải bàn luôn, các bác yên tâm sử dụng. Con này thì sẽ là 150.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Mũ lưới 150.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới 150.000 nhá. Mũ lưới 150.000 cho một em mũ lưới này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là mũ lính nhá. Đấy, con này thì nó cũng rất là hay luôn. Đó, thì nó cũng giống như con này. Nó giống như con này thôi nhưng mà nó sẽ nhiều cái chi tiết hàm hố hơn một chút.
Và con này thì của nó thì nó có lót xốp nha. Có lót xốp như này thì các bác đội làm mũ bảo hiểm thì cũng rất là ok. Đấy, ví dụ như là các bác tham gia giao thông thì đội con này nó là hợp lệ. Đấy, mũ có lót xốp như này là đội là hợp lệ này. Đấy. Còn những cái loại mà ví dụ như con mũ này nó không có lót xốp thì nhiều khi các bác đội thì công an nó vẫn soi. Đấy, nhưng mà riêng con này thì đã có lót xốp như này rồi thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lính nhá, mũ lính. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000, 170k cho con mũ lính như này. Hàng thì cực kỳ chắc chắn nhá, đội ôm form, ôm dáng đẹp, thiết kế kiểu dáng đẹp cho các bác luôn. Giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 170.000 thôi nhá. 170.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình tông của thằng hàng quân đội Việt Nam mình. Đấy thì đây, nó sẽ có loại 1 lít và 2 lít nhá. Con 1 lít thì là 70.000 và con 2 lít là 90.000. Chất liệu của nó thì bằng nhôm hết nhá, bằng nhôm đúc liền hết. Nhôm đúc liền nguyên khối như này. Đấy, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn, dày dẫn, dùng thì vĩnh cửu muôn đời luôn. Đấy, nó là dòng chất liệu nhôm cho nên là dùng nó rất là thích, không lo bị ăn mòn rồi, là nói chung là chất liệu mà nhôm để dùng đựng nước uống là ok rồi. Nó hợp lý rồi. Đó, nắp của nó thì sẽ là nắp chống mất thế này, thì nó có dây này là yên tâm, các bác có thể thả ra rồi lại xoáy vào rất là ok. Con 2 lít này thì sẽ là 90.000 nhá. 2 lít này là 90.000 này. Đấy, còn con 1 lít này là 70.000 thôi. 1 lít là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thắt lưng, thì nó sẽ có 3 mẫu nhá. Đầu tiên nó sẽ là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Thắt lưng đại bàng này, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này. Đấy, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này nhá. Con này thì hôm trước bên em đang bán là 120.000. Đợt này về nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó cái đầu tay bóp thôi. 90k nhá. 90k cho một con thắt lưng đại bàng như này. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Và mũ đại bàng cũng là 90.000 luôn. Đấy, thì các bác có thể mua combo một mũ một thắt lưng. Đấy. Hàng của USA, hàng của USA các bác này. Đấy. USA như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này nhá. Đấy, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho bác luôn, thắt lưng đại bàng USA các bác này. Đấy, hình con đại bàng hàng của lính Mỹ nhá. USA. Giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù đây. Thắt lưng dù thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là cái mẫu thắt lưng dù hình chữ Z như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng hình chữ Z nhá. Con này giá sẽ là 65.000 một chiếc thôi. Đấy. 65.000 cho một con thắt lưng hình chữ Z như này. Đấy, thắt lưng Z. Đấy nhá, thắt lưng Z như này. Hàng cũng là của Mỹ luôn, của Mỹ nhá. Từ năm 1961 các bác này. Đấy, thắt lưng Z. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là, con thắt lưng Z này thì giá của nó sẽ là 65.000 và con đại bàng này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đại bàng sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng lỗ đây. Đấy, nó cũng là dây dù nhưng mà nó là bằng hàng xỏ lỗ như này. Nhiều bác lại thích cái sỏ lỗ này, nó chắc chắn này. Đấy. Cái kia thì nhiều bác dùng lại bảo là nó tụt, nói chung là nó cũng chả tụt được đâu, nhưng mà nhiều bác lại cẩn thận thích cái loại có lỗ này. Đấy, cũng con này cũng rất là hay các bạn. Con này dùng cũng rất là hay. Nó kiểu dáng nó cũng rất là đẹp đây. Đấy. Đây, thiết kế của nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Hàng này các bác dùng thì nói chung là bền vĩnh cửu luôn. Không bao giờ phải lo, phải nghĩ đến cái việc là hỏng hóc nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng lỗ nhá. Đấy, dù lỗ, dù lỗ, dù lỗ, dù đại bàng và dù dép nhá. Dù lỗ, dù đại bàng và dù dép. Đấy. Thì con dù lỗ này sẽ là 70.000, con dù lỗ này là 70.000. Con thắt lưng dép này là 65.000 và con đại bàng này thì sẽ là 90.000. Đó, 90.000. Đấy, có 3 mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy thôi. Giá cả thì nói chung là cũng là rất là hợp lý cho các bác luôn rồi. Giá cả rất hợp lý rồi nha. Rồi ok. Hello chào các bác nha. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nha. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ổ điện 3 tầng nhá. 1, 2, 3 này. 3 tầng và nó sẽ có cho các bác là 4 mặt. 4 mặt, mỗi mặt thì đều có công tác như này. Đấy. Thì con này vị trí của nó sẽ có là 3 ổ USB, 3 công tác đóng ngắt, và mỗi tầng này thì nó sẽ là một công tác độc lập như này. Dòng anh cái dây điện.
mỗi tầng một công tác độc lập nha. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 3 4 12 ổ cắm luôn. Nó sẽ có 12 ổ cắm và nguyên cái dây này của nó thì nó sẽ dài là 2 mét rồi. Dây này là dài 2 mét nhá. Dây to dài 2 mét có cho các bác là 3 ổ cắm luôn các bác nhá. 3 ổ cắm một tầng, tổng nó có 12 ổ cắm. Có đèn báo nhá. Đấy, công tác đóng ngắt có đèn báo và có cả chân USB như này. Con này thì nói chung là dùng thì bao ngon luôn, bao ngon, bao chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây sẽ có cho các bác là 1 2 3 này, 4 5 6 này. Tổng nó sẽ có là 12 ổ cắm này, 3 chân USB, có công tắc đóng ngắt của từng ổ một. Đấy, có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt cả bên USB. Dây thì dây lõi to khá là dài nhá. Dây lõi to, dài tầm khoảng 2 mét, con này thoải mái sử dụng luôn. Lên mã giúp em đó là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá thì sẽ là công suất của nó là 2500W này, ổ điện 3 tầng. Ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này, 150.000 các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng, giá hợp lý luôn. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dòng điện thoại này. Đầu tiên thì nó sẽ là con điện thoại Nokia 1 SIM. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho con điện thoại 1 SIM như này các bác nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 160k một em. Đó. Con này là con 1 SIM. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là con 2 SIM. Cầm cho anh cả con 3 SIM, 4 SIM này. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái mã điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM sẽ là 160.000, hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, điện thoại 1 SIM. Con này thì nhỏ gọn tiện ích. Các bác có thể dùng pin của nó thì cũng khá là trâu luôn. Các bác có thể dùng để mình điện thoại thì sẽ đầy đủ cho các bác là một điện thoại và một cục sạc và một pin nhá. Một điện thoại, một sạc, một pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Đây, Nokia. Bàn phím nổi dễ sử dụng. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Lên cho em là điện thoại 1 SIM 160.000 này. 1 SIM 160.000. Tiếp theo là con 2 SIM. 2 SIM thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con điện thoại 2 SIM như này. Con này thì cũng dùng rất là ngon luôn. Đấy, cũng đầy đủ pin, điện thoại và cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 2 SIM. Đây. Đấy. 2 SIM này các bác này. Đó, các bác lắp pin lắp piếc vào cho em nhá. 2 khai SIM nhá. Rất là ngon luôn. Con này thì sẽ là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM này. Điện thoại 2 SIM 230.000. Tiếp theo là em có về cho các bác cái con điện thoại 3 SIM nhá. Con 3 SIM này thì sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship luôn. Đó, 3 SIM. Con này thì to đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bác mua con 2 SIM 230 thì thêm lên một tí nữa. Đấy, thêm lên 30.000 nữa. Đấy, dùng con này cho em. Rất chất luôn. Pin của nó có thể liên tục cho em là từ 7 đến 10 ngày nhá. Đấy, dung lượng pin của nó là 2500 mAh, sử dụng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Và có 3 SIM luôn. Đây, 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ. Đầy đủ các cái linh kiện như này, bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là điện thoại 3 SIM. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. Đấy. Con 2 SIM đã là 230 rồi mà con 3 SIM có 260 thôi thì các bác cân nhắc mua con nào cho hợp lý nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài ba khe đỏ nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa, Made in Japan này. Lên cho em là mài khe ba khe đỏ, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn, mài bén này. Đấy, sẽ có ba cái mài như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải tay nhá. Bàn chải tay. Con này thì giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k trong chiếc bàn chải tay như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình đánh rửa chân tay này, kỳ cọ này, rồi là vệ sinh nền sàn nhà, rồi nói chung là giặt quần giặt áo đều ok hết. 15k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi cảm biến hai đầu như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Các bác xoáy vào một cái đuôi cũ này. Đây, ở nhà các bác có cái đuôi cũ thì các bác xoáy vào cho em. Sau đó thì các bác xoáy quả bóng vào. Đấy, xoáy quả bóng vào. Đấy, nó sẽ là dòng cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và người đi qua nó sẽ tự tắt nhá. Rất tiện luôn, về không phải đấu nối gì cả, chỉ xoáy vào cái đuôi cũ của các bác là xong. Lên mã giúp cho em đó là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 thôi. 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái hộp 5 mũi khoan tháp như này. Thì con này cũng rất là tiện luôn. Đó. Kèm cây lấy dấu nhá. Thép của nó là thép gió phủ titan. Đấy, và kèm cây lấy dấu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 180.000 cho một cái hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cây lấy dấu như này luôn. Rất là tiện. 180k nhá. Đây các bác này.
Đấy, lấy dấu rất là ngon luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần. Con này thì kéo dài được khoảng là 2m7, 2m8 gì đấy nhá. Thì các bác có thể kéo dài ra để mình phớt trần rồi lau các cái vị trí khác cũng rất là ok. Đấy, trên trần, trên điếc, nói chung là con này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Đây, đấy, chiều dài của nó thì rất là nhỏ xinh nha các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dạng lông là lông tĩnh điện nhá. Lông tĩnh điện như này, đây. Đấy, có thể là các bác có thể là gấp gấp như này được này. Đấy, và các bác có thể xoáy vào đây này, xoáy vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình kéo dài ra. Con này thì nó sẽ kéo dài ra là được khoảng là đi đây. Đấy, kéo dài ra được khoảng là 2m8, 2m8 này các bác này. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi bụi rồi màng nhện màng nhiếc rất là ok nhá. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi mình gấp vào thì rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này nhá. 55.000 giá cực hạt rẻ cho các bác luôn, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái táo khô của Nhật nhá, táo khô của Nhật thế này. Đây. Hạt to đều đẹp, quả to đều đẹp thế này. Đấy. Giá thì chỉ có 70k thôi, 70k cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu rồi ngâm thuốc này rồi hãm nước uống trực tiếp cũng rất là ok nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá, hắc lào long ben các bác này. Đấy, hắc lào long ben như này, giá thì chỉ có 25.000 thôi. Hắc lào long ben nấm ngứa các bác dùng con này cho em cực kỳ là nhạy luôn, 25.000 nhá, 25.000 cho một tiếp như này, hắc lào long ben nấm ngứa 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi này. Đấy, ép tỏi như này. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá, 130.000 giá, giảm cho các bác còn 110.000 cho một con ép tỏi như này nhá, 110.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, hôm nay về cho các bác giá chỉ còn 100k thôi, 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Đấy, ép tỏi các bác cho tỏi cho các cái loại hành này, hành tỏi rồi các cái loại gừng giết cho vào đây ép cho em. Inox 304 nguyên linh của Đức, ép cực kỳ là ngon luôn. Đấy, ép cái này nó ra nước dùng nó rất là thích nhá. Nên đã giúp cho em là ép tỏi nhá, giá chỉ còn 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là lên cho em là cái bình xịt nhớt nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 40.000 trong con bình xịt nhớt này thôi. 35.000 nhá, giá cực tốt luôn. 35k một con bình xịt nhớt này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình xịt dầu, xịt nhớt này, tra dầu, tra nhớt cho em rất là ok. Vòi thì có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con là điều được luôn nhá. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con là điều được luôn. Lên cho em là xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cuộn dây điện vàng. Cuộn này của nó thì khoảng từ trên dưới 20m nhé. Trên dưới 20m, dây của nó là dây 1.5. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000. Đấy, ổ của nó là ổ đúc chống va đập nhé. Hàng của thương hiệu Tachi này, Tachi. Đấy, Japan quá này. Đó, đây. Rất là ngon luôn, dây của nó rất là ngon. Dây của nó thì sẽ là dây 1.5 nhé. Dây 1.5 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng từ 20 trên dưới 20m thôi các nhá. Đấy. Nói chung là vào khoảng 20m. Giá thì sẽ là 150.000. 150.000 lên cho em là dây điện vàng 150k nhá, 150.000. Tiếp theo thì cái đồng hồ cái này. Em lên cho các bác đó là cái con dao chặt hàng của thương hiệu Seki Japan nhá, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì siêu sắc bén cho các bác luôn, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 180.000 cho một con dao chặt như này thôi. 180k các nhá, 180.000 cho con dao chặt như này. Đấy, sắc bén đẹp này. Hàng của Nhật này, Japan chữ khắc chìm luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon. Đấy, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng nhá. Con này các bác dùng để chặt thì rất là ok luôn. Giá sẽ là 180.000 các nhá. Tiếp theo thì cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan này. Các bác có thể dùng vừa để cắt vừa để cưa luôn. Đây, nó sẽ có đầu lưỡi cưa như này. Có ốc vít viếc đầy đủ về nhà các bác sử dụng đa di năng luôn, vừa cắt vừa cưa được. Giá sẽ là 130.000 nhá. Kéo cắt cành trên cao 130k nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn, có dây các bác lắp xào vào đây cho em. Lắp cái xào vào đây cho em là mình đưa lên là mình cắt thôi. Đây, nó đúng như trên hình như này, mô tả đây các bác này. Đó, đưa vào mình cắt rất là ngon luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái muỗng béo nhá, muỗng béo như này. Đây nó sẽ là một con muỗng béo như này, giá sẽ là 10.000 một chiếc này. Mua 5 tặng 1, mua 5 tặng 1, 10.000 một chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 7-8 cm, nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng là
4 sen. Đấy, con này thì dùng thì rất là thích luôn, cho trẻ em hoặc là các bác dùng rất là tiện luôn, lên trên là muỗng béo này, giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một chiếc muỗng béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lên trên là cái đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức. Giá của nó sẽ là đi bên em về được có mấy cái thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 35.000 cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, em đang bán một cái máy đồng hồ thôi, giá của nó đã là 40.000 rồi. Thế mà đây một con đồng hồ báo thức ngon như này, giá cũng chỉ có 35.000 thôi nhá. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Pin con thỏ nhỏ nhá, lắp vào đây cho em. Đấy. Lên cho em là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35.000 nhá. Đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35k. Đó. Đồng hồ báo thức này. Đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức giá sẽ là 35k nhá, 35k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giá xoay con này sẽ là 40.000 nhá. Con này tất cả của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, xoay tanh tách luôn, 360 độ này. Đấy, để điện thoại lên dùng rất là đã luôn các bác theo. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, để ngang để dọc đều được hết nhá. Đấy, cái trọng lực của nó đỡ rất là tốt luôn. Đấy. Đứng nằm đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 40k nhá. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Con này bằng hợp kim cực kỳ xịn sò luôn. Giá xoay nhá. Chất liệu bằng hợp kim như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một con giá xoay như này, giá xoay 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt inox nhá. Đấy. Thì con này thì các bác dùng để mình xịt lên các cái bề mặt mà bị han gì bị thấm rột các bác này. Đấy, xịt rất là ngon luôn. Nó sẽ là một cái dòng sơn inox sáng bóng như này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 80k cho một cái đợt này về cho bác giá 70.000 nhá. 70k cho một chai sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Con này thì nhỏ gọn, bếp ga gấp mini nhá. Bên shop có cho các bác là cả một cái mẫu bếp ga to nữa. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là bếp ga gấp mini. Đấy, bếp ga gấp mini như này nó có thể gấp gọn được nhá. Bếp ga mini gấp gọn này. Đấy. Có đánh lửa tự động các kiểu con là điều luôn. Đấy, các bác đi du lịch thì mang cho em cái bình ga đi lắp vào đây cho em là xong. Đây. Đấy. Rất là ngon như này. Đó, rất là chắc chắn nhá, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Lên cho em là bếp ga mini gấp gọn nhá. Bếp ga mini gấp gọn, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con bếp ga mini gấp gọn như này. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Phương ơi. Lấy nhanh cái bếp ga. Cái bếp ga loại to nhá. Cái này gọi là cái gì đấy? Bếp ga. Bếp ga đơn to như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn to như này các bác này. 190.000. Con này thì các bác có thể mua để khu nhà trọ này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Hoặc là mua ở nhà các bác ăn lẩu mà muốn độ sôi nhanh. Đấy, cứ mua cho em bình ga mini về mình lắp vào cho em. Đấy. Cũng có hệ thống là đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động rất là ngon này. Đấy. Giá thì sẽ là 190k. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga đơn nhá. Bếp ga đơn này. Bếp ga đơn. Giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Nhỏ gọn tiện ích nhá. Hàng của thương hiệu Media. Đó. Rất ngon lành cho các bác luôn. 190k. Đấy, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mẫu hàng mới. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái phủ bạc đen nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc đen của Nhật 280.000 cho một lọ này, và bên em đã bao ship đến tận nhà. Hàng thì cam kết cho các bác là hàng Nhật 100%. Đây, hàng made in Japan này. Hàng nội địa Nhật 100% luôn, cực kỳ chất lượng xịn sò. Toàn bộ là chữ Nhật hết nhá. Hàng của Nhật và được chiết xuất từ các cái sâm này, rồi là các cái loại nấm này. Đấy, nói chung là mật ong này. Đó. Là một cái dòng dầu gội phủ bạc tự nhiên, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Vâng. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của nó khá là lớn, các bác có thể dùng được khá là lâu nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này, nó có các cái khăn để cho các bác chùm đầu này. Đó, rất là tiện ích luôn. Một lọ này của nó là 350ml các bác nhá. Các bác về chỉ việc là nhét cái này vào đây cho em này. Sau đó thì mình mở cái nắp này ra đẩy lên là dầu nó sẽ đẩy lên cho các bác luôn. Đó. Thì nói chung là các bác chưa biết sử dụng thì mình có thể vào trong
YouTube. Đó, mình xem hướng dẫn sử dụng dầu gội phủ bạc là nó sẽ ra. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lắp ở đây cho em này. Sau đó thì cái dầu nó sẽ lên ở cái đầu, cái lò lên lên ở cái đầu lược này. Đó, sau đó thì các bác cứ trải này cho em. Đó thì các bác cứ trải này, sau đó thì mình sẽ để cho em là từ 10 phút. Đấy, tầm khoảng 10 phút sau đó thì mình gội lại bằng nước bình thường. Đấy, nó sẽ là dầu gội đầu thôi. Dầu gội đầu nhưng mang tính chất là phủ bạc cho các bác nhá. Đấy, che đi các cái bạc, phần tóc bị bạc đây. Hàng có địa chỉ, thương hiệu rõ ràng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Lên mã giúp cho em đó là dầu gội phủ bạc 280.000 nhá. Tiếp theo sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng, đó là cái thuốc xịt giảm đau của Nhật nhá. Đấy, xịt giảm đau của Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. 150.000 nhá. Xịt giảm đau 150.000. Hàng này của nó cũng là hàng 100% là nội địa Nhật cho các bác luôn. Mã tem, mã mạch, mã cốt đàng hoàng, made in Japan cho các bác nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì khi các bác sử dụng thì bóc qua cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái lọ như này. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra. Sau đó thì ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái phần này. Các bác ấn như này thôi. Đấy, ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ lên này. Đấy đây. Ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ ra nhá. Đấy thì các bác cho trực tiếp. Đấy, mình nhấn như này, nhấn trực tiếp vào cái chỗ nào của mình nó bị đau nhức nhá. Đấy. Đau mỏi cổ vai gáy rồi thắt lưng các kiểu con là điều luôn. Thì các bác cứ nhấn vào cho em là xong. Đây. Đấy, các cái phần lưng này, hông này, đấy vai gáy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xịt giảm đau nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Dung tích của nó sẽ là 85 ml, các bác dùng rất là thích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái xà phòng Nhật nhá. Xà phòng Nhật 40k cho một bánh. Lên cho em là bánh xà phòng nhá. Đấy, bánh xà phòng Nhật sẽ có cho các bác là hai hương, đó là hương hoa nhài, một loại là hương hoa nhài và một loại là hương hoa tự nhiên, rất là thơm luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình rửa tay này, tắm này. Đấy, tắm gội rửa tay đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bánh xà phòng Nhật nhá. 40.000 một bánh như này, 40.000 một bánh. Và nếu mà các bác mua 3 bánh thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 3 bánh. Mua lẻ thì sẽ là 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Hàng cũng là hàng 100% made in Japan luôn. Đấy, hàng của Nhật và hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở nước thứ ba, đó là sản xuất ở Malaysia các bác này. Sản xuất ở Malaysia. Đó, hàng của Nhật và sản xuất ở Malaysia các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k thôi, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, một lọ này của nó thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này nhá. Đấy. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Một lọ này thì của nó thì sẽ tích hợp rất là nhiều các cái nguyên tố, các cái vitamin E, B6, natri và kali đấy các bác. Đấy, nói chung là E, B6, Na và K. Còn các bác đọc như nào thì tùy. Đó, và đây là một cái dòng thuốc nhỏ mắt như này. Đó, đây. Lọ của nó đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đây, EAB6 này, NA này, K này. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thông cống nước này. Thông cống nước, hàng này của hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đường cống ống rãnh các bác bị tắc này, bị tóc này, bị bẩn bám này hoặc là bị váng dầu mỡ này, các bác dùng con này cho em. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là nhạy luôn và rất là sạch và thơm nhá. Hương thơm tự nhiên rất là thơm. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Giá thì sẽ là 60k cho một lọ, một chai bột thông cống như này nhá. Đấy, lên cho em là thông cống nước vàng nhá, thông cống nước vàng. Giá của nó, vỏ nó màu vàng như nên em là lên thông cống nước vàng, thông cống bằng nước và màu vàng. Thông cống nước vàng giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bột thông cống này. Con này thì cũng là hàng của Nhật luôn. Đó, và con này thì sẽ là dòng của bột nhá. Lên cho em là bột thông cống. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một chai bột thông cống như này. 25k cho một cái lọ bột thông cống như này. Giá sẽ là 25.000 thôi nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái đũa sứ của Nhật này. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó,
lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi, chất liệu thì bằng sứ mà các bác biết rồi. Sứ thì là một trong những cái dòng sản phẩm cực kỳ là dùng cực kỳ là an toàn luôn. An toàn, sạch sẽ rồi không bị gọi là không bị vi khuẩn xâm nhập nhá, không bị vi khuẩn xâm nhập. Màu thì màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Màu trắng sữa rất là đẹp như này. Có điểm xiết các cái màu điểm nhấn. Giá thì sẽ là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này nhá. Con này các bác dùng thì rất là thích luôn. Thứ nhất là nhanh khô, thứ hai là không gây nấm mốc rồi các cái vi khuẩn xâm nhập. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, 55.000, 55k lên cho là đũa sứ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng này thì nó sẽ có hai loại. Hàng của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàn Quốc thì kem này nó sẽ là 120g. Đấy, hàng made in Korea của Hàn Quốc 120g. Đây. Đấy, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc này. Con này là tỷ lệ làm trắng răng này lên tới 93%. Giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. Đây. 40.000 cho một lọ như này con này. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. 40k cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đó. Của nó thì nó sẽ là 120g. Đây. 40.000 cho một lọ, 120g. Đây. Bác nhá. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Chuyên làm trắng răng. Tiếp theo thì sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. 60.000 cho một lọ. Kem đánh răng của Nhật này, cũng là hàng made in Japan luôn. Đó. Con này của nó thì sẽ là 180g nhá, 180g. Giá sẽ là 60k. Con này thì chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Một dòng là chuyên làm trắng răng, một dòng là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Giá sẽ là 220.000. Các bác lên cho em là trà sâm 220.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Hàng của Hàn Quốc made in Korea, 100% là nội địa Hàn Quốc, hàng sách tay. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một hộp như này 100 gói luôn nhá, 100 gói luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 100 gói nhỏ như này. Một hộp là 100 gói nhỏ như này. 100% là chiết xuất từ sâm Hàn Quốc nhá. Đấy. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc luôn. Đây. Korea. Đấy. 100% là sâm tự nhiên Hàn Quốc. Cực kỳ là tốt cho sức khỏe luôn. Các bác nào bị ốm này, mệt này, rồi tình trạng sức khỏe gặp vấn đề này. Đấy. Khó ăn này, ăn không ngon này, ngủ không sâu giấc thì các bác dùng cái sâm này cho em, rất là tốt luôn. Hoặc là bác nào đi tàu, đi xe, lái tàu, xe mệt dùng cái này cho em, rất là ok luôn. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 100 gói luôn. Giá sẽ là 220.000, tính ra vào có 2.200 một gói thôi. Đấy, một ngày các bác cứ dùng liên tục cho em khoảng 2 gói. Đấy, dùng liên tục cho em hết thì mình lại dùng cho em khoảng 3 hộp như này. Đấy, tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện được ngay các bạn. Đấy, đặc biệt là bác nào ốm mệt, vừa ốm dậy này, mổ đẻ các kiểu con là điều luôn, dùng được hết nhá. 220.000 trong hộp sâm của Hàn Quốc như này. Các cái tỷ lệ dưỡng chất của nó rất là nhiều luôn này. Đấy, đây. Made in Korea, giá thì chỉ có 220.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái kẹo sâm. Con này cũng rất là tốt luôn. Đó, 100% là chiết xuất từ sâm tự nhiên. Giá sẽ là 90.000, dung tích của nó sẽ là 5 lạng. 5 lạng cho một gói kẹo sâm như này nhá. Đấy, cũng là hàng của Hàn Quốc này, made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, con này cũng rất là nhiều các cái thành phần vi lượng và khoáng chất nguyên tố này. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000 cho một gói như này, sâm tự nhiên này, 90.000 cho một gói, bao gồm cho các bác là 5 lạng, 5 lạng một gói như này. Dùng ăn thì đã đời luôn các nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình lái tàu, lái xe này. Đấy, mệt mỏi buồn ngủ. Lấy cái này ra ngậm cho em, rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi nam các bác này. Đấy, túi nam đây. Thì con túi này nó sẽ là một con túi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi phượt này, đấy, hoặc là đi đâu cũng được. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là túi nam nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 110.000. Đợt này về cho các bác cái giá đó, về cho các bác cái giá tốt luôn, 110.000 các bác nhá. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn phụ bên trong này. Đấy. Các ngăn phụ bên trong như này các bác này. Đấy, ngăn phụ bên trong như này.
và có rất là nhiều ngăn bên ngoài nữa này. Đấy, ngăn bên ngoài đây. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội. Đấy, quay quay đeo quay xiếc các thứ đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Lên mã giúp em đó là túi nam nhá, túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một con túi nam như này, túi nam 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách này. Cặp sách 120.000 cho một con cặp sách như này. Đấy, chuẩn bị các em nghỉ hè lại bắt đầu vào năm học mới nhá. Cặp sách của Nhật, dòng này thì nó sẽ là dòng chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, cặp sách Nhật chống gù lưng rất là tốt luôn. Ngăn to như này nhá. Đấy, bây giờ mà các em mà đeo cái cặp sách ngang ấy là không nên. Cặp ngang ấy là nó hay bị gù lưng các bác nhá. Đấy, tại vì là cái chiều ngang của nó nhiều, nó kéo cái phần lưng của các em vào, nó hay bị gù lưng. Thì đa số bây giờ là người ta thiết kế cái kiểu cặp theo kiểu hình dọc như này. Đấy, hình dọc như này. Đấy, và có những cái phần lót đệm như này để chống gù lưng rất là tốt luôn. Đấy, cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách chống gù lưng 120.000 một chiếc này thôi, 120.000. Các bác có thể mua để làm quà cho các em rất là tốt luôn. Hàng đẹp, chất lượng, mua để làm quà cho con cái nhà mình hoặc là sinh nhật cho các cháu rất là ok. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 mua hai cái trở lên là bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vặn ống nước, ống điếc này. Nhà bác nào cũng có ống nước mà cần phải sửa chữa. Độ mở của nó là lên tới 68 cm. Đây, 68mm nhá, 68mm. Đấy, 68mm rất là rộng luôn. Con này thì dùng rất là đã, nhỏ gọn thôi. Thì các bác dùng, nhà bác nào cũng có đổ nước. Đổ nước là bắt buộc phải dùng con này. Đấy, để mình sửa chữa. Mà ống cơ bản là ống 68 đã là những cái loại ống khủng rồi. Thì dùng con này rất là ok nhá. Lên mã giúp em đó là kìm nước nhá. Kìm nước giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Cà lê nước giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. 55.000 cho một con cà lê nước như này nhá. Đấy. 55k. Đó, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối nhá. Mũ cối này. Đấy. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy. Hàng chất lượng cho các bác luôn, mũ cối như này. Đấy, hàng thì từ năm 1966 nhá. Đấy. Mũ cối 1966 này. Đấy. Công ty này của nó tương đối là lâu đời nhá. 1966 đây. Đấy, 1966. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Chất của nó là chất fit các bác này. Đây. Đấy. Người em là 70 cân này. Em giẫm lên thoải mái luôn các bác nhá. Giẫm lên thoải mái luôn, các bác thấy không? Đấy. Không có hề hấn gì luôn nhá. Người em 70 cân nhá. Giẫm lên thoải mái luôn. Con này thì các bác có thể dùng múc nước ok, không bị ngấm luôn nhá. Đấy. Múc nước ok, không bị ngấm. Chất của nó là chất fit nhá. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác là từ 200 đến 250 nhá. Đấy, 200 đến 250. Bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối hàng chất lượng như này. Lên mã giúp cho em là mũ cối nhá. Dây của nó sẽ là dây da nhá. Dây của nó là dây da. Đấy, dây da bò. Rất xịn sò cho các bác luôn, rất đẹp nhá. Mũ có sao sủng đào hoa, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. 130.000. Lên cho là mũ cối 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng bắn đinh nhá. Đấy các bác nhá, súng bắn đinh như này. Con này thì giá của nó sẽ là 100 Bên mã giúp cho em đó là bắn đinh vít nhá. Giá của nó sẽ là 240k cho một cái bộ súng bắn đinh vít như này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các chi tiết này. Đấy. Đầu cò, đầu kiếc rồi đầu súng nó xiếc đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng bắn đinh vít như này nhá. Đấy, các bác bây giờ không cần phải dùng khoan nữa, mình chỉ cần đặt cái súng này vào bóp đánh bòm cái là xong. Đó. Súng bắn đinh vít 240.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gãy lưng nhá. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy. Rút ra rút vào rất là ok. Giá chỉ có 10k cho một con gãy lưng này thôi nhá. 10.000 cho một con gãy lưng như này. Rút dài được lên tới khoảng 50cm luôn các bác này. Đấy. Rút dài lên tới khoảng 50cm luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác nhá. Đó. Có đầu như kiểu kẹp bút này để các bác có thể bỏ túi này. Đấy. Rút rất là dài luôn nhá. 10.000. 10.000 cho một cái gãy lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao.
giá sẽ là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái mặt chống xước, các bác về thì các bác dùng bóc cái dây bóng ra cho em. Đó, có đèn sáng đồng hồ, có đèn sáng rất là đẹp luôn và rất là nhiều các cái chức năng đi kèm nữa. Đấy, đều là có nút bấm hết nhá. Đó, rất là tiện luôn. Có cả bấm giờ thể thao rồi, nói chung là đầy đủ các chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, đèn sáng đàng hoàng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên theo là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k cho con đồng hồ thể thao như này. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề của Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Giá sẽ là đây, một con thùng đồ nghề chất lượng như này các bác này. Đấy, con thùng đồ nghề cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, sẽ bao gồm cho các bác là đi 1, 2, 3, 4, 5 ngăn. Có một ngăn to. Chiều cao của nó thì sẽ là 20. Chiều cao 20, chiều rộng 20 nhá. Cao 20, rộng 20 và chiều dài là 42. Đó, 41, 42. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, một con thùng đồ nghề như này giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 nhưng mà thùng đồ nghề hàng của Đức như này. Đây, made in Germany nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Kéo vào rất là ngon này. Đó, rất ngon lành cho bác luôn. Nên xem là thùng đồ nghề giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật hoa quả nhá. Vật hoa quả như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vật như này, có sẵn cho các bác một cái vải như này. Thì các bác giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây. Đấy, giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây các bác nhá. Đấy, giá là 25.000 những cái vật hoa quả như này. Về nhà các bác chỉ cần là cho xỏ cho em cái xào vào đây thôi. Sau đó thì mình giật là cái quả nó sẽ lọt vào đây và từ những cái khe này nó sẽ rơi xuống nhá. Các bác có thể dùng để hái xoài này, rồi các loại quả khác cũng ok. Đó, đường kính của nó thì vào khoảng là 10 cm. Vật hoa quả 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước kẹp gem bằng cơ nhá. Thước kẹp gem bằng cơ. Một con thước kẹp gem bằng cơ như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho cái kẹp gem cơ này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 150k nhá. Đấy, bằng cơ, hàng của Nhật này. Đấy. Lên cho em là kẹp gem cơ nhá. Kẹp gem cơ. Giá sẽ là 150.000. Bên em có cả cái kẹp gem điện tử luôn, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ như này. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này nhá. 25k. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 cuộn chỉ này. 10 cuộn chỉ rồi kim rồi, nói chung là đê đủ các thứ đầy đủ cho các bác luôn, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì cực kỳ khỏe luôn. Máy hút thổi bụi bằng điện, con này chạy siêu khỏe cho các bác luôn. Đấy. Con này chạy rất là khỏe nhá. Rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, bằng điện, công suất cực cao luôn và rất là nhiều đầu hút các thứ luôn. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các nhá. Máy to, chạy khỏe. Đầu hút đầu hiếc nhiều. Đây. Các loại đầu hút như này các bạn. Đấy. Đây. Chạy bằng điện rất là khỏe luôn và rất nhiều đầu hút luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đây. Đấy, dây của nó cũng khá là dài, khoảng từ 2 đến 3 mét. Con này bằng điện nhưng mà nó chạy rất là khỏe thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá thì sẽ là đây, cắm điện cho các bác xem này. Con này thì chạy khỏe lắm các bác. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu đã biết rồi. Này. Đấy, các bác thấy không? Đó, đấy. Chỉ cần test như này là các bác biết cái công suất của nó rồi nhá. Đấy, đây. Đây. Công suất của nó là các bác này. Này, bật lên nhá. Các bác thấy nó kéo cho nó không? Công suất của nó là 1000W luôn, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy. Tháo ra thì các bác chỉ cần là nhấp cho em cái lẫy này để tháo ra này. Đấy, sau đó thì mình lại sập vào thôi. Công suất của nó là 1000W. Rất nhiều các cái đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Đó, rất là nhiều nhá. Đấy, rất nhiều đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, 450 à. Hút bụi đại. Giá sẽ là 450k. Đó. 450.000 cho con hút bụi đại như này các bác này. Đấy, 450.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Đây nó sẽ là một con máy vắt cam như này, rất là tiện luôn. Đấy. Cũng chạy bằng điện luôn. Con này cũng chạy bằng điện luôn, rất là tiện các bạn. Đó, đây. Con này thì nó sẽ cũng sử dụng điện 220 luôn. Đây. Đấy thì các bác chỉ cần nhấm điện là chạy thôi, đặt cam ở đây vắt là nó sẽ quay. Đó, và nước nó sẽ xuống lọt xuống cái ca này thì các bác có thể dùng để mình uống. Đấy, rất tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Giá của nó sẽ là 100
Cái máy vắt cam này trăm mấy nhỉ? 190.000 nhá. Máy vắt cam 190.000. Đó. Lên mã giúp em đó là máy vắt cam 190k. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đây, các số hotline của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác 3 mẫu đồng hồ nhá. Rolex thì sẽ có là Rolex mặt vàng, Rolex mặt đen và một mẫu đồng hồ cái này là cái gì? Orin à? Mẫu đồng hồ SK nhá. Đấy, SK. Thì con SK này giá của nó sẽ là bao nhiêu? SK này là 260 nhá, còn Rolex thì của nó sẽ là 300 tròn. Rolex là 300 tròn nhá. Rolex thì bên em có hai mẫu là mẫu mặt vàng thì to hơn một chút và mẫu mặt đen này. Đó, đây là hai mẫu Rolex này. Rolex thì đều là 300 nhá. Thì các bác lên cho em là Rolex mặt vàng hoặc Rolex mặt đen. Đấy, còn đây nó sẽ là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK này. Con SK này thì cũng rất là đẹp luôn. SK Orin nhá, SK Orin. Mặt đỏ rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Thì có 3 mẫu như này nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đeo vào thì lên form lên dáng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ Rolex này. Đấy, Rolex cực đẹp luôn. Đấy, Rolex này. Tiếp theo là đến con Rolex mặt đen này. Đó, thấy không? Rolex mặt đen. Và con SK. Đấy, SK 260, Rolex 300. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu thắt lưng nhá. Đấy. Thắt lưng. Cái này thì nó sẽ là dòng thắt lưng thanh lý này. Đấy, thắt lưng thanh lý. Này là bao nhiêu? Mẫu thắt lưng da bò nhá, hàng da bò thanh lý. Đấy. Hàng các bác lên cho em là chất liệu của nó thì bằng da bò và tên thì nó sẽ là thắt lưng thanh lý nhá. Giá của nó sẽ là 65.000 một chiếc này. 65.000 một chiếc. Còn lại là cái ví này thì cũng là ví da bò luôn, giá là 40.000 à. Ví này thì sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Còn bác nào mua combo thì sẽ là 100.000 cho hai món như này. 100.000 cho cả ví và thắt lưng luôn nhá. 100.000 cho cả ví và thắt lưng thanh lý nhá. Lên cho em là ví thắt lưng thanh lý, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên và giá thì sẽ là 100.000 cho một đôi như này, bao gồm cả thắt lưng cả ví này. Ngoài ra thì bên shop có cái thắt lưng da bò hàng cao cấp. Đấy, da bò hàng cao cấp thì con này giá của nó sẽ là 190 nhá. Còn ví của nó thì sẽ là 120. Thì nó sẽ có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đấy, một dòng thì 190 một chiếc mà một dòng thì 190 cả đôi thì nó sẽ khác nhá. À 190 một chiếc còn một dòng thì 100 cả đôi thì nó sẽ lại khác các bác nhá. Thì các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đây nó sẽ là dòng mặt trắng gương đẹp như này. Mặt trắng gương rất là đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương rất là đẹp. Con này thì sẽ là 190.000 một chiếc nhá. 190.000 một chiếc. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA này. Made in USA nhá. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ, made in USA. Con thắt lưng này thì sẽ là 190.000 mà con ví này là 120 nhá. Con ví này là 120. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt RP7 này, xịt RP7. Con này thì giá của nó sẽ là 7 nhá. Đấy, con này thì chuyên chống căng luôn. Chuyên chống gọi là bị ăn mòn này, gì sét này, nói chung là đa di năng luôn. Cửa kêu cọt kẹt này, rồi ốc yếc các bác bị khó này, ổ khóa yếc các bác xịt vào cho em. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng xếp nhá. Đây. Võng xếp này. Đấy, con này thì khá là rộng luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, võng xếp này rất là rộng luôn. Chiều dài của nó thì chiều rộng của nó thì khoảng 1 m, còn chiều dài của nó thì nó vào khoảng là trên 2 m. Và cái phần ngang này của nó thì nguyên cái phần ngang đai này của nó thì vào khoảng là 70 nhá, 70. Tiếp theo thì em con này võng xếp. Giờ kia đi. Con võng xếp này thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một con võng xếp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội, võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, có cả dây cho các bác này, có dây, có túi đựng này. Đấy, và đây nó sẽ là con này thì cả đai của nó thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là đi 2 m và nguyên cái phần võng này khoảng 1.8 m này. Đấy, các bác nằm cũng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 90.000 thôi. 90.000 cho cái võng dù quân đội như này. Lên trên là võng dù quân đội, giá sẽ là 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, bỏ cái này lên luôn. Đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu đựng nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, chịu tới 200 độ C này.
Đó, 40.000 cho một ví 10 đô như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia đũa inox nhá. Đũa inox của Đức 55.000 cho một ví như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 như này. Inox 304 hàng thương hiệu Winling của Đức 55.000 một ví như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa sứ nhá. Đũa sứ sẽ là 50.000 cho một ví đũa sứ như này nhá. 50.000 cho một ví đũa sứ bao gồm 5 đôi. Đũa inox 5 đôi, đũa sứ 5 đôi, còn đũa sợi thủy tinh thì sẽ là 10 đôi. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì bằng sứ nhá. Các bác dùng thì bám dính tốt này. Đấy, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập này. Dùng thì cực kỳ sạch sẽ, an toàn, rửa nhanh khô nhá. Lên cho em là đũa sứ. Giá một ví đũa sứ như này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ là khò ga trắng như này, khò ga trắng là 50.000, còn khò ga đại hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, hàng của Nhật. Con này thì sẽ là 100.000 nhá, Kabushi Japan đây. Đó, con này thì sẽ là 100.000, còn con này là 50.000. Tất cả đều có điều chỉnh nhiệt độ nhá, có điều chỉnh nhiệt độ hết. Đấy, khò ga trắng 50.000, khò ga đại 100.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước đây. Đấy, nó sẽ có 4 đầu nước như này, 1 2 3 4 đầu nước này. Vệ sinh răng, vệ sinh lưỡi, vệ sinh khé các kiểu con là điều luôn. Đấy, giá sẽ là 160.000 cho cái tăm nước như này nhá. 160k. Đấy, bơm nó bơm cực kỳ là khỏe luôn và nó xối vào trong các cái kẽ răng, làm sạch răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, đây của nó thì sẽ có cáp sạc 4 đầu. Đấy, tăm nước 160.000 dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, nó sẽ hút nước này và có cho các bác là 4 chế độ luôn. Đó, 4 chế độ luôn nhá. Tăm nước 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cá sấu vàng nhá. Cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai đầu như này. Hai đầu và một dây thắt lưng nhá. Đây. Hai đầu thay rất là đẹp luôn. 160.000 nhá. 160.000 cho 150.000 thôi, 150.000. Nguyên hai cái đầu thay của nó đã là hàm hố rồi. Và đây là hộp đựng này. Hộp đựng và dây của nó luôn. Đây, dây của nó thì chất da rất là mềm luôn nhá. Đấy, chất da mềm mịn dùng rất là thích luôn. Hai đầu dây để các bác có thể thay tháo này. Hai đầu dây luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là cá sấu hộp 150k, hàng đựng trong hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng như này và có kèm cho các bác là đi 4 đầu massage luôn. Đây, con này thì dùng rất là thích này. Các bác nhấn lì cho em là máy sẽ chạy này, con này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Nó sẽ có cho các bác là 5 cấp độ rung nhá, 6 cấp độ rung luôn. Đấy. Các bác xem đánh vào các bắp tay này. Đấy, các bác đau mỏi vai gáy, đau cổ này. Đấy, các bác đau chỗ nào các bác dùng cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là các cái đầu massage như này nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, có cáp sạc đi kèm này, 4 đầu massage nhá. Lên cho em là súng thư giãn, chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia vắt cam bằng tay nhá, vắt cam bằng tay 50.000. Các bác dùng để mình vắt cam nó rất là tiện, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Chỉ cần đặt ngược cái này, đấy, nó sẽ có khóa cái này rồi. Các bác giữ qua này, sau đó thì mình vắt này, vắt xong thì mình uống trực tiếp hoặc rót ra cốc này. Rất là sạch sẽ luôn nhá. Vắt cam bằng tay, giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho cái vắt cam bằng tay như này nhá. Lên cho em là vắt cam bằng tay 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia khăn tắm nhá, khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc 40.000 chiếc như này. Đấy, rất là to luôn, 70 1m2 nhá. Đấy, 70 1m2. Đó, 70 1m2 luôn. Đấy. 70 1m2 hoặc 1m4 gì đấy, nói chung là rất là to. Các bác chùm cho người thoải mái luôn. Đó, một khăn tắm như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho một con khăn tắm như này nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. 40k. Các bác lên cho em là khăn tắm nhá, giá sẽ là 40.000. Rồi ok. Hello chào các bác nhé, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Số điện thoại thì em để hai góc dưới màn hình đây, hai góc dưới màn hình thì các bác có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhé. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy xông tinh dầu nhá. Đây nó sẽ là một con máy như này. Đấy, thì khi các bác về nhận được hàng thì các bác đổ nước vào đây cho em và bật đèn lên nhá, bật đèn lên. Đấy là nó sẽ phun tinh dầu như này các bác này. Đấy, nó sẽ phun tinh dầu như này. Thì các bác cho nước vào đây, sau đó thì nhỏ cho em 1-2 giọt tinh dầu vào đây nhá. Đấy là nó sẽ phun tinh dầu cho các bác này. Đấy, hơi tinh dầu nó sẽ xịt ra đây các bác này. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhá. Các bác vừa dùng là máy sinh xông tinh dầu, xông phòng thơm cho gia đình này, cho nhà cửa nhà mình này. Rồi là vừa làm đèn ngủ luôn. Đấy, nó có rất là nhiều các cái chế độ sáng khác nhau nhá. Rất nhiều các cái chế độ đèn khác nhau rất là đẹp luôn. Đó thì con này giá của nó sẽ là 250.000 nhá. 250.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là
máy xông tinh dầu đấy, máy xông tinh dầu này, máy xông tinh dầu nha, máy xông tinh dầu này. Đó. Giá của nó sẽ là 250k nha, 250k cho con máy xông tinh dầu như này. Con này nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác luôn, hàng cao cấp này. Đấy. Vỏ của nó là vỏ vân gỗ rất là đẹp này. Đấy, tinh dầu nó xông ra như này. Và buổi tối thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy, khi mà tinh dầu nó xông ra như này thì các bác để trong phòng điều hòa thì thứ nhất là thơm, và thứ hai là sẽ có cho các bác là gọi là độ ẩm luôn, độ ẩm cho phòng luôn thì dùng rất là thích nhá. Các bác chỉ cần nhỏ cho em là 1-2 giọt tinh dầu vào đây thôi. À, nó rất là thơm luôn nhá. Đấy. Lên cho em có đèn này, có điều khiển bật tắt này. Các bác có thể dùng điều khiển từ xa này để bật tắt cho em này. Đấy. Đây, bật tắt và rất là nhiều chế độ phun khác nhau nhá. Đó. Tiếp theo thì bên 250.000 nhá, lên cho em là đèn xông à, máy xông tinh dầu nhá. Máy xông tinh dầu giá sẽ là 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là dây ống nước nhá, dây ống nước thì combo cho các bác sẽ là 90 cành. 90 cành một bộ dây như này thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu cút nối này. Đấy, sẽ có cho các bác là một đầu vòi xịt đồng này, hai đầu cút nối này và một đoạn dây nhá. Dây của nó là dây cao su và có đan vải bên ngoài như này nhá, có đan cước bên ngoài như này. Dòng này thì siêu dai, siêu bền luôn. Các bác dùng để mình tưới cây rất là ok nhá. Giá sẽ là 90k nhá. Dây dài 10 mét nhá, 90.000 cho một cái bộ dây tưới cây như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là dây vàng tưới cây nhá. Đấy, dây vàng tưới cây. Giá của nó sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là dây ống nước nhá. Đấy, lên cho em là dây ống nước 10 mét. Đấy, dây ống nước 10 mét giá sẽ là 90k. Đó, thì combo khi các bác nhận được hàng sẽ là một cái dây như này. Đấy, và có các cái đầu nguồn để các bác kết nối này để mình dùng để mình xịt rửa hoặc là tưới cây rất là ok luôn. Hai đầu cút cực kỳ là ngon luôn nhá. Hai đầu cút này. Đấy, một đoạn dây 10 mét này và kèm thêm cho các bác là một đầu vòi xịt luôn. Combo cho các bác như này, giá chỉ có 90 cành thôi. Lên cho em là dây ống nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là hút rửa bát loại to này. Đấy, hút rửa bát loại to. Cái này thì nó sẽ kèm thêm cho các bác một cái giá đỡ như này luôn. Đấy. Thì các bác lắp vào cái chậu rửa cho em để hút rửa bát nhá. Hút rửa bát loại to. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái hút rửa bát loại to như này. Đấy. Thì con này có kèm cho các bác một cái giá đỡ luôn. Cái giá đỡ này thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ rời như này. Nó rời như này và về nhà các bác lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, có thể xoay đi xoay lại này rất là ok này. Để các bác dùng để mình hút nước rửa bát này. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Đấy. Cái này bằng nhựa thôi nhưng mà nó khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Bằng nhựa nhưng nó khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, các bác dùng để đựng gọi là các bác dùng để mình đựng bú rác các thứ vào đây. Đấy. Thì con này sẽ là 100.000. Lên cho em đó là hút rửa bát loại to nhá, sẽ là 100.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái hút rửa bát vòi hút rửa bát loại nhỏ đây. Cái này thì sẽ là bằng inox nhưng mà nó là loại nhỏ. Đấy. Bằng inox và loại nhỏ thôi. Đây, cũng có cả đầu vòi rồi gioăng giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này nhá. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Đó. Thì con này nó sẽ là một cái vòi hút bằng inox và loại nhỏ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hút rửa bát loại nhỏ. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái con loại nhỏ như này. Giá của nó sẽ là đi 60.000 thôi nhá. Đấy, con loại nhỏ này sẽ là 60.000. Đấy. Lên cho em là hút rửa bát loại nhỏ này. Đấy, hút rửa bát loại nhỏ, giá sẽ là 60.000. Còn con này nó sẽ là loại to nhá. Loại to là 100.000. Đấy, thì có hai loại, loại nhỏ, loại to. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi nhá. Đó, có hai loại như vậy. Hai kích thước để các bác lựa chọn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này thì các bác lên cho em là kệ rẻ rửa bát nhá. Đấy, con này thì các bác xoáy vào cái đầu cho em. Đấy. Các bác xoáy chặt vào cái vòi nước rửa bát cho em. Đấy, xoáy chặt vào cái vòi nước rửa bát cho em. Con này thì cực kỳ xịn sò và chất lượng luôn. Đấy. Cái này của nó thì nó sẽ là bằng thép các bác. Cái này bằng thép này, cái này bằng thép này, bên dưới thì có cái giá đỡ này, có cái giá đỡ như này. Đó. Lên cho em là kệ rửa bát nhá. Đấy, kệ rẻ rửa bát giá sẽ là 90.000. Đó, kệ rẻ rửa bát giá là 90.000 nhá. 90.000 cho cái kệ rẻ rửa bát như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm.
chiều rộng của nó thì tính phủ bì cũng vào khoảng là 12 cm. Đấy, có cái xoáy như này thì các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong nhá, nó rất là tiện luôn. Xoáy như này vào cái vòi nước rửa bát xong có thể để luôn rẻ rửa bát muối sắt vào đó chứ không cần để lên miệng bồn rửa như này nữa. Nước đọng lại trên miệng bồn rửa sẽ làm sinh sôi rất nhiều vi khuẩn. Để lên giá như thế này sẽ hạn chế được nước đọng lại trên rẻ rửa bát hay là bối sắt. Nước từ rẻ rớt xuống sẽ được hứng bằng một cái khay, không làm bẩn mặt bàn hay bồn rửa. Hơn nữa chất liệu của nó cũng rất là tốt, nhìn đã thấy rất chắc chắn, thông dụng. Sử dụng được với hầu hết những vòi nước thông thường. Như vậy, hàng ngày bạn dọn dẹp bàn bếp sẽ không còn gặp trở ngại nữa. Gắn một cái giá như này vào cái vòi nước. Rửa bát xong có thể để luôn rẻ rửa bát, bùi sắt vào đó chứ không cần để lên miệng bồn rửa như này nữa. Nước đọng lại trên miệng bồn rửa sẽ làm sinh sôi rất nhiều vi khuẩn. Để lên giá như thế này sẽ hạn chế được nước đọng lại trên rẻ rửa bát hay là bùi sắt. Nước từ rẻ rớt xuống sẽ được hứng bằng một cái khay, không làm bẩn mặt bàn hay bồn rửa. Hơn nữa chất liệu của nó cũng rất là tốt. Đấy, giá sẽ là 100k các bác nhá. Đây các bác nhá, đây sẽ là cái video hướng dẫn sử dụng của cái vòi hút rửa bát loại to này. Đó, thì hai con nó đều lắp đặt như nhau thôi. Nhưng con loại to này thì nó có thêm một cái giá đỡ nữa thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần thả xuống lắp vào cho em là xong. Rất là tiện luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Đấy. Lên cho em là vòi hút rửa bát loại to, giá sẽ là 100.000 nhá. Còn con loại nhỏ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng hít cửa thông minh. Về nhà các bác chỉ cần đưa vào cái tay nắm cửa cho em là xong. Đấy. Giá của nó sẽ là 15k. Lên cho em là hít cửa 15k một chiếc nhá. Đấy, 15k. Con này thì các bác về các bác luôn một cái tay nắm cửa cho em. Chống va đập này. Đấy, rất là tốt luôn. Và nếu mà nhà nào mà có gạch men là nó hít vào luôn, thì nhà tắm, nhà vệ sinh thì nó hít vào rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là hít cửa 15k một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Giá sẽ là 70k cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đấy, bao gồm là một đầu chuyển cưa này, kèm thêm cho các bác là lưỡi đi kèm luôn. Đó, giá sẽ là 70k cho cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Đây các bác này, con này nó rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần xoay đi cho em, lắp cái lưỡi vào. Đó, sau đó thì các bác lắp vào các cái loại máy cầm tay. Đó, máy pin rồi máy điện đều được hết nhá. Đó, mình cắt cưa gỗ các thứ rất là ok luôn. Các bác thấy không? Đó. Rất là ngon nhá. Cưa gỗ cái nhất rất là ok luôn. Lên cho em là đầu chuyển cưa giá chỉ có 70k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đĩa. Đây, nó sẽ là một cái bộ gắp bát đĩa như này. Giá sẽ là 50k một bộ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Hai cái gắp như này, rất là hợp lý nhá. Giá chỉ có 50k thôi. Thì các bác này, đó, bộ của nó sẽ là 50.000 nhá. Nếu các bác dùng bình thường thì rất là khó dùng. Đấy, combo hai cái này. Các bác có thể gắp bát, gắp đĩa ra này, có cao su luôn, chống trơn trượt này, gắp đĩa này. Rất là ngon nhá. Đấy, có hình ảnh minh họa trực tiếp cho các bác xem luôn. Rất thực tế luôn nhá. Sản phẩm thì như của họ bán đây là nó chỉ có 2 thôi, nhưng của em là có 3, có 4 món luôn. Bao gồm cả cái miếng lót cho các bác nữa nhá. Đấy, gắp này rất là nguy hiểm này. Đó, đây. Họ chỉ có 3 món thôi, nhưng của em thêm cái miếng lót nữa là 4 nhá. Rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một cái bộ 4 món nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nước hoa Dubai nhá. Lên cho em là nước hoa Dubai. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 chai như này. 5 chai nước hoa Dubai như này nhá. Giá chỉ có 60k thôi. 60k nhá. Lên cho em là bộ lên cho em là nước hoa Dubai nhá. 60.000 cho một cái hộp 5 chai nước hoa chiết như này nhá. 5 chai với 5 mùi hương khác nhau. Made in Dubai, dùng cực kỳ là thích luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ nhá. Đây nó sẽ là một cái con đồng hồ treo tường như này. Hàng nhỏ xinh nhá. Hàng thì cực kỳ nhỏ xinh, chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 70k. Đấy, máy móc cực kỳ là ngon luôn, máy đồng này. Đấy, máy quấn dây đồng như này. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 70.000 nhá. Kích thước của nó thì đường kính khoảng 20 cm. Đồng hồ treo tường, giá là 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng như này thì con này dùng rất là tiện này. Đấy. Nó sẽ kèm cho các bác một cái gioăng như này, nếu mà khi mà các bác mà cái nhà vệ sinh mà nó bị đường ống nó to thì các bác thêm cái gioăng này vào cho em. Còn nếu bình thường thì các bác lắp trực tiếp nhá. Còn nếu thêm cái một cái long đen như này. Đó. Khi các bác rót nước vào thì cái này nó tự cân bằng, rót nước vào nó sẽ chảy này. Đấy, còn không bỏ ra nó sẽ thả ra. Đó. Đây nhá, con này nó rất là tiện luôn các bạn. Đấy, nhà các bác bị mùi hôi các thứ thì lắp con này vào cho em. Rất là tiện luôn. Đó, giúp ngăn mùi rất là tốt nhá. Đấy, ngăn mùi rất là tốt luôn. Đây.
Đấy. Đây. Test thử cho các bác xem nhá. Đấy, cứ xả nước xuống thì là cái nắp nó mở này. Xả nước xuống thì cái nắp nó mở các bác thấy không? Đấy, xả nước thì cái nắp nó mở. Đó, và ví dụ như cái này chân này nó vừa thì các bác lắp, còn nếu mà nó nhỏ thì các bác thêm cái gioăng vào cho em. Đó, thêm cái gioăng, thêm cái long đen vào cho em. Rất là tiện luôn. Đó. Ngăn mùi rất là tốt nhá. Đó. Ngăn mùi, ngăn côn trùng rất là tốt luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 nắp cống đồng ngăn mùi. Đó. Đó này, đấy, đang khó như này mà cho vàng cái là hết luôn nhá. Đấy. Đấy, đang khói đang hơi bốc lên mà ấn vào cái là hết luôn. Ngăn mùi cực sạch luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhá. Giá sẽ là 130.000. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là ba lô da nhá, ba lô da. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con ba lô da như này. Con này thì rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon như này. 130.000 cho con ba lô da như này nhá. Đấy. Con này rất là đẹp này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Chất da của nó da da dạng như là da lộn ấy, lì bóng rất là đẹp nhá. Đấy. Có túi ngăn đeo như này. Các bác dùng để mình đi du lịch nhẹ nhàng. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 50 nhá. Chiều rộng thì cũng được 20. Đó, và nó có một cái ngăn để giày bên hông như này này. Đấy, ngăn này các bác có thể bỏ giày dép vào đây. Có túi bóng luôn. Đó, rất là tiện này. Lên cho em là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho con túi da du lịch như này. Đấy, ba lô da. Lên cho em là ba lô da nhá. Ba lô da. Giá của nó sẽ là 130k. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop còn một ít cái dây điện nguồn nữa. Đấy, và dây ổ thì thanh lý nốt cho các bác nhá. Thanh lý nốt cho các bác này. Đó. Đây. Con này thì các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì bao gồm cho các bác là hai cổng USB này và các cái ổ cắm như này. Đó. Con này thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho con ổ trắng này. Tiếp theo thì là cái mã N25 này. Con này thì thanh lý cho các bác với giá đang bán là 50.000 này. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho cái ổ N25 như này. N25 40.000 này. Tiếp theo thì con dây nguồn mã số 7 này. Con này đang bán là 201 này. 201. Đây, dây nguồn như này. Thanh lý cho các bác này. Đấy. Con này thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000. Lên cho em là mã số 7 này. Tiếp theo thì nó sẽ là mã số này. Con này nó sẽ là cái mã số 4 này. Con này mã số 4 nhá. Mã số 4 220. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 160 này. 160 này. Đó. Đây thì em còn mấy quận nữa. Đấy, mấy quận nữa thì sẽ bán cho các bác là đồng giá 40.000 một quận nhá. Đấy, 40.000 một quận. Đây. Còn như vậy là hai quận 40.000 này. Hai quận này là 40.000 này. Đấy. Còn hai quận này thì to hơn thì sẽ là 100.000 một quận này. 100.000 một quận này. Đấy. Hai quận 40.000, hai quận 100 này. Đấy. Một quận này cũng mã số 6 này đang bán 190 này. À, mã này mã số 9 này. Mã số 6 đang bán 190. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130.000 này, 130.000 này. Đấy. Còn lại là một số cái ổ này. Ổ này thì ổ N9 này. Ổ N9 110 thanh lý nốt cho các bác với giá là 1 2 3 4 5 một cắm như này. N9 110 thanh lý cho các bác với cái giá đó là 70.000 này. 70.000 ổ N9 này. N18 này, 120 thanh lý 80.000 này. Tiếp theo là cái ổ này là H5 này. 150.000 thanh lý nốt cho bác với giá là 70.000 này. Đó. Ổ N4 này, 120 thanh lý nốt cho bác với giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, dây to, ổ to, hàng chất lượng cho các bác luôn. Đó là một số các mã thanh lý của bên em. Đó, thanh lý nhanh cho các bác. Ok.
Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, các bác có thể gọi điện cho bên em bằng hai số điện thoại ở dưới góc màn hình nhá, dưới góc hai bên màn hình. Đừng quên cho em xin một nút like các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cọ lưng nhá. Đấy, cái các bác lên cho em là dây tắm như này, giá sẽ là 15.000 trong cái dây tắm như này nhá, 15k trong cái dây tắm như này. Cái này để kỳ cọ lưng rất là thích luôn. Đó, bằng cao su non, rất là mềm mại, có thể co giãn, các bác dùng để tắm mình kỳ cọ lưng rất là thích. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 này. Tiếp theo thì sẽ là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng giá là 80.000. 80.000 cho một con cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, các bác mở nắp ra. Đấy, vừa là nắp vừa là bát luôn. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là từng tầng một như này nhá, từng tầng một như này. Đó. Từng tầng một này rất là tiện luôn. Đó. Vừa là nắp vừa là bát luôn. Cặp lồng tầng giá của nó sẽ là 80.000 cái cặp lồng tầng này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá, máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện cho em, giúp cho các bác là tiết kiệm từ 30-5% điện năng. Lên cho em là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Những ngày qua thì mỗi người đều có những cách tiết kiệm rất là riêng, và biên tập viên Diệu Linh sẽ giúp chúng ta thấy được muôn cách tiết kiệm điện của cộng đồng. Một nhà vật lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa. Đó, rất là ok các bác nhá. Tiết kiệm điện rất là ngon luôn. Tiếp. Con tiết kiệm điện thì 60.000 nha. Tiếp theo thì cái bình xịt nhớt này, bình xịt nhớt. Đầu vòi của nó có thể ngoắt nghéo được như này. Con này sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim sơn tĩnh điện. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Các bác dùng để mình xịt nhớt, tra dầu, tra nhớt rất là ok nhá. Giá sẽ là 35.000 cái bình xịt nhớt như này nhá. 35k cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá sẽ là 40k cho một cái bánh như này, 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Lên theo là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh nhá, 40.000 một bánh xà phòng như này. Tiếp theo thì cái viên giặt xả của Nhật này, 5 trong 1 luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một gói này là nó sẽ có 5 chi tiết trong một này, tẩy giặt xả thơm cho các bác luôn. Giá sẽ là 55.000 một bịch này. Một bịch này được khoảng 30 viên, 30 túi nhỏ, dùng thì rất là tiện. Giá thì sẽ là đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 30 viên như này, 30 viên như này các bác này. Siêu thơm luôn, 30 viên như này, 30 gói như này. Về nhà các bác giặt quần áo các bác ném trực tiếp vào cho em. Đấy, là cái này nó sẽ là tự tan. Đấy, tự tan trong lồng giặt luôn, và nó sẽ giúp cho các bác là tẩy giặt xả siêu thơm luôn. Đấy, một gói này của nó thì khoảng là từ 30 viên này nha, và một viên này giặt được từ 3-5 cân quần áo luôn, 55.000. Bên nhau là viên giặt xả này. Kéo vàng này, 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc kéo vàng của Nhật, Japan này, đó. 30.000 một chiếc, 100.000 bốn chiếc kéo vàng. Tiếp theo là bình bình nhiệt nhá. Đấy, lên theo là bình thể thao. Dung tích là 1 lít. Dung tích 1 lít như này. Giá chỉ có 60 cành một cái thôi. 60 cành nhưng con bình nhiệt dung tích 1 lít như này nhá. Inox 316. 60.000. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. 60.000 cho cái bình nhiệt như này. Lên theo là bình thể thao. Giá 60.000, giá siêu rẻ luôn nhá. Siêu rẻ luôn. Bộ bài vàng này, bộ bài vàng, bộ này thì nó sẽ là bài bằng nhựa, siêu mềm luôn. Đấy, các bác có thể là gấp vào cũng không bị gì luôn. Đó, gấp vào cũng không bị gãy nhá. Bài rất là đẹp như này. Đấy, gấp vào không bị gãy này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, bộ bài vàng như này, thấy không? Dùng rất là thích luôn. 35.000. Lên theo là bộ bài vàng nhá, 35.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. 30.000 cho cái tỉa lông mũi như này, 30k một chiếc. Đấy, dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Bấm tỉa lông mũi rất là ngon và mượt luôn. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng. Một cái đuôi thì là các bác về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ là xong, còn cái này thì về nhà các bác đấu nối nhá. Con đấu nối này thì sẽ là 55.000, còn con cắm trực tiếp, con xoáy trực tiếp này là 60.000 nhá, 60.000, đều là đuôi cảm ứng hết. Con này thì về nhà có dây thì về nhà các bác phải đấu dây thôi. Đấu dây vào cho em nhá. Đấy.
nó có dây về nhà các bác đấu dây vào cho em, đấu dây vào, đó là xong. Còn con này thì về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ, đây nó có đuôi như này, về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ, sau đó thì xoáy bóng vào đằng trước này xong. Thì các bác muốn dùng loại nào thì dùng, con này sẽ là 60.000, còn con này sẽ là 55.000, thì các bác muốn dùng con nào dùng. Tiếp theo là cái bộ mũi khoan đa năng bao gồm cho bác là 5 mũi, 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, 101 nhá. 26, 18, 110, 112, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Một hộp này của nó là 30.000, rất là thơm luôn. Nó có cái bấc ở đây, về nhà các bác cắm vào cho em này. Đấy, một cái lọ nước hoa khách sạn như này siêu thơm luôn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn của Nhật các bác có thể để phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết, giá là 30.000. Dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, made in Japan. Đó. Thì cái này nam nữ đều dùng được cả, và các bác dùng cho em là nó sẽ được khoảng là từ nữ thì từ 3 đến 5 đầu, còn nam thì từ 7 đến 10 đầu. Đấy. Đấy, hàng của Nhật nhá, 100% là nội địa Nhật, dùng cực kỳ là thích luôn. Giá thì sẽ là 280.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật, made in Japan, dầu gội phủ bạc. Đấy. Nó là hàng tự nhiên nhá, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bàn là hơi nước mini, có lắp hơi nước luôn nhá, có hơi nước luôn. Bàn là hơi nước mini 130.000. Đấy, 130.000, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn nhá, 130.000. Về nhà các bác chỉ cần là cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Các bác cho nước vào đây. Sau đó các bác ấn như này, đó, là cái hơi nước nó sẽ ra nhá. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây, có điều chỉnh các bác đầy đủ luôn này. Đấy, ấn xuống này. Rất là ngon lành luôn. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác dùng để mình mang đi du lịch các thứ rất là ok. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Tiếp theo là cái cặp lồng điện, giá sẽ là 175.000 cho con cặp lồng điện như này. Đầy đủ combo cho các bác luôn, một con cặp lồng như này nhá. Đấy, đây. Cặp lồng điện như này. Dùng rất là thích nhá. Đấy, có quai sách này. Đấy, quai sách này. Và ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là hai tầng này. Hai tầng. Đấy. Mỗi tầng này của nó sẽ có hai cái âu như này. Đấy. Bây giờ mà nguyên các bác đi mua nguyên một cái âu inox như này thôi đã phải mất từ 3 đến 50.000 một cái âu như này rồi. Hàng inox siêu dày luôn. Rất dày, các bác nghe tiếng kêu đã thấy thích rồi nha. Đó. Cặp lồng điện như này. Hai tầng luôn nhá. Hai tầng bốn cái âu như này. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, đây. Đó, thấy không? Và dưới này có cái mâm nhá, có mâm như này. Đó. Về nhà các bác cắm điện vào cho em. Đây, cắm điện ở đây. Đây là công tắc bật này. Đấy, và cắm điện ở bên hông này. Cắm điện trực tiếp 220. Đun nấu thoải mái luôn. Dây nguồn của nó đây, dây nguồn đây các bác này. Đó. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Combo cho các bác. Một cái cặp lồng điện như này đun sôi ùng ục luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hoặc là mình dùng để chế biến thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhé. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ cặp lồng điện như này để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhé. Giá chỉ có 175.000 thôi. Giá siêu là rẻ luôn. Con này thì đun cực kỳ là tiện ích nhé. Các bác dùng để đun sôi đồ ăn, thức uống này. Đấy, có quai này, mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Điện 220V, dung tích là 2 lít. Có quai sách, quai đeo đàng hoàng. Dùng thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nha. Đây, các bác quan sát này. Điện 220, 110 đến 220 này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đấy, đây, rất là ngon lành các bác nhá. Đó, đây, đựng cơm canh vào đây này. Đấy, rất tiện ích luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy. Các bác có thể gọi điện cho bên em bằng hai số điện thoại ở dưới góc màn hình nhá, dưới góc hai bên màn hình. Đừng quên cho em xin một nút like các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cọ lưng nhá. Đấy. Cái các bác lên cho em là dây tắm như này, giá sẽ là 15.000 trong cái dây tắm như này nhá. 15.000 trong cái dây tắm như này. Cái này để kỳ cọ lưng rất là thích luôn. Đó, bằng cao su non, rất là mềm mại, có thể co giãn, các bác dùng để tắm mình kỳ cọ lưng rất là thích. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 này. Tiếp theo thì sẽ là cái cặp lồng tầng nhá. Cặp lồng tầng giá là 80.000. 80.000 cho một con cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, các bác mở nắp ra. Đấy, vừa là nắp vừa là bát luôn. Đấy,
và nó sẽ có cho các bác là từng tầng một như này nhá, từng tầng một như này đó, từng tầng một này rất là tiện luôn đó, vừa là nắp vừa là bát luôn. Cặp lồng tầng giá của nó sẽ là 80.000 cái cặp lồng tầng này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá, máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện cho em, giúp cho các bác là tiết kiệm từ 30-5% điện năng. Lên cho em là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Những ngày qua thì mỗi người đều có những cách tiết kiệm rất là riêng, và biên tập viên Diệu Linh sẽ giúp chúng ta thấy được muôn cách tiết kiệm điện của cộng đồng. Một nhà vật lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa. Đó, rất là ok các bác nhá. Tiết kiệm điện rất là ngon luôn. Tiếp con tiết kiệm điện thì 60.000 nha. Tiếp theo thì cái bình xịt nhớt này. Bình xịt nhớt, đầu vòi của nó có thể ngoắt nghéo được như này. Con này sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim sơn tĩnh điện. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Các bác dùng để mình xịt nhớt, tra dầu, tra nhớt rất là ok nhá. Giá sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này nhá. 35k cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá sẽ là 40k cho một cái bánh như này, 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh nhá, 40.000 một bánh xà phòng như này. Tiếp theo thì cái viên giặt xả của Nhật này, 5 trong 1 luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một gói này là nó sẽ có 5 chi tiết trong một này, tẩy giặt xả thơm cho các bác luôn. Giá sẽ là 55.000 một bịch này. Một bịch này được khoảng 30 viên, 30 túi nhỏ, dùng thì rất là tiện. Giá thì sẽ là đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 30 viên như này, 30 viên như này các bác này. Siêu thơm luôn, 30 viên như này, 30 gói như này. Về nhà các bác giặt quần áo các bác ném trực tiếp vào cho em. Đấy, là cái này nó sẽ là tự tan. Đấy, tự tan trong lồng giặt luôn, và nó sẽ giúp cho các bác là tẩy giặt xả siêu thơm luôn. Đấy, một gói này của nó thì khoảng là từ 30 viên này nha, và một viên này giặt được từ 3-5 cân quần áo luôn. 55.000. Bên nhau là viên giặt xả này. Kéo vàng này, 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc kéo vàng của Nhật, Japan này, đó. 30.000 một chiếc, 100.000 4 chiếc kéo vàng. Tiếp theo là bình bình nhiệt nhá. Đấy, lên theo là bình thể thao. Dung tích là 1 lít. Dung tích 1 lít như này. Giá chỉ có 60 cành một cái thôi. 60 cành nhưng con bình nhiệt dung tích 1 lít như này nhá. Inox 316. 60.000. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. 60.000 cho cái bình nhiệt như này. Lên theo là bình thể thao. Giá 60.000, giá siêu rẻ luôn nhá. Siêu rẻ luôn. Bộ bài vàng này. Bộ bài vàng, bộ này thì nó sẽ là bài bằng nhựa, siêu mềm luôn. Đấy, các bác có thể là gấp vào cũng không bị gì luôn. Đó, gấp vào cũng không bị gãy nhá. Bài rất là đẹp như này. Đấy, gấp vào không bị gãy này. Đấy. Các bác thấy không? Đấy. Bộ bài vàng như này, thấy không? Dùng rất là thích luôn. 35.000. Lên theo là bộ bài vàng nhá. 35.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. 30.000 cho cái tỉa lông mũi như này, 30k một chiếc. Đấy, dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Bấm tỉa lông mũi rất là ngon và mượt luôn. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng. Một cái đuôi thì là các bác về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ là xong, còn cái này thì về nhà các bác đấu nối nhá. Con đấu nối này thì sẽ là 55.000, còn con cắm trực tiếp, con xoáy trực tiếp này là 60.000 nhá. 60.000 đều là đuôi cảm ứng hết. Con này thì về nhà có dây thì về nhà các bác phải đấu dây thôi. Đấu dây vào cho em nhá. Đấy. Nó có dây, về nhà các bác đấu dây vào cho em, đấu dây vào. Đó là xong. Còn con này thì về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ. Đây, nó có đuôi như này. Về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ, sau đó thì xoáy bóng vào trước này xong. Thì các bác muốn dùng loại nào thì dùng. Con này sẽ là 60.000, còn con này sẽ là 55.000. Thì các bác muốn dùng con nào dùng. Tiếp theo là cái bộ mũi khoan đa năng, bao gồm cho bác là 5 mũi, 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, 101 nhá. 26, 18, 110, 112, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Một hộp này của nó là 30.000. Rất là thơm luôn. Nó có cái bấc ở đây, về nhà các bác cắm vào cho em này. Đấy, một cái lọ nước hoa khách sạn như này, siêu thơm luôn. Giá chỉ có 30k thôi. Nước hoa khách sạn của Nhật các bác có thể để phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Giá là 30.000.
dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc hàng của Nhật, made in Japan đó. Thì cái này nam nữ đều dùng được cả, và các bác dùng cho em là nó sẽ được khoảng là từ nữ thì từ 3 đến 5 đầu, còn nam thì từ 7 đến 10 đầu. Đấy, đấy, hàng của Nhật nhá, 100% là nội địa Nhật, dùng cực kỳ là thích luôn. Giá thì sẽ là 280.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật, made in Japan, dầu gội phủ bạc. Đấy, nó là hàng tự nhiên nhá, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bàn là hơi nước mini, có lắp hơi nước luôn nhá, có hơi nước luôn. Bàn là hơi nước mini 130.000. Đấy, 130.000, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn nhá, 130.000. Về nhà các bác chỉ cần là cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Các bác cho nước vào đây. Sau đó các bác ấn như này, đó, là cái hơi nước nó sẽ ra nhá. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây, có điều chỉnh các bác đầy đủ luôn này. Đấy, ấn xuống này. Rất là ngon lành luôn. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác dùng để mình mang đi du lịch các thứ rất là ok. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Tiếp theo là cái cặp lồng điện, giá sẽ là 175.000 cho con cặp lồng điện như này. Đầy đủ combo cho các bác luôn, một con cặp lồng như này nhá. Đấy, đây, con cặp lồng điện như này, dùng rất là thích nhá. Đấy, có quai sách này. Đấy, quai sách này. Và ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là hai tầng này. Hai tầng. Đấy. Mỗi tầng này của nó sẽ có hai cái âu như này. Đấy. Bây giờ mà nguyên các bác đi mua nguyên một cái âu inox như này thôi đã phải mất từ 3 đến 50.000 một cái âu như này rồi. Hàng inox siêu dày luôn. Rất dày, các bác nghe tiếng kêu đã thấy thích rồi nha. Đó. Cặp lồng điện như này, hai tầng luôn nhá. Hai tầng bốn cái âu như này. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, đây. Đó, thấy không? Và dưới này có cái mâm nhá, có mâm như này. Đó. Về nhà các bác cắm điện vào cho em. Đây, cắm điện ở đây. Đây là công tắc bật này. Đấy, và cắm điện ở bên hông này. Cắm điện trực tiếp 220, đun nấu thoải mái luôn. Dây nguồn của nó đây, dây nguồn đây các bác này. Đó. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện như này đun sôi ùng ục luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hoặc là mình dùng để chế biến thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhé. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ cặp lồng điện như này để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhé. Giá chỉ có 175.000 thôi. Giá siêu là rẻ luôn. Con này thì đun cực kỳ là tiện ích nhé. Các bác dùng để đun sôi đồ ăn, thức uống này. Đấy, có quai này, mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Điện 220V, dung tích là 2 lít. Có quai sách, quai đeo đàng hoàng, dùng thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây, các bác quan sát này. Điện 220, 110 đến 220 này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đấy, đây, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Đây, đựng cơm canh vào đây này. Đấy, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, số điện thoại thì em để ngay ở dưới góc màn hình đây, hai số hai góc màn hình thì các bác có thể xem tham khảo và đặt hàng nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái búa lùn của Nhật này. Búa lùn của Nhật, hàng made in Japan nhá. Giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một con búa lùn như này, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì cực kỳ là hợp lý cho các bác nhá. Giá chỉ có 65.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn nhá, búa lùn made in Japan. 2 lạng rưỡi, giá sẽ là 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái búa A1 nhá, A1 nhỏ này. A1 nhỏ giá sẽ là 80.000. Đó, đây. Con búa lùn này thì chiều dài của nó khoảng 22 khoảng 15 cm nhá. Đấy, cái thước đây luôn. Đó, cho nó em đo kích thước cho các bác xem luôn nhá. Con búa lùn này thì dài là 15 cm này. Đấy, tiếp theo là con búa A1 này thì dài là 24 cm. Búa A1 dài 24 cm. Con này thì trọng lượng của nó là nó vào khoảng là 3 lạng nhá. Tiếp theo là con A2 to nhá. A2 to, con này thì sẽ là 130 cành. 130 cành cho con A2 to như này. A1 nhỏ, A2 to, con này là dài là 32 cm. Dài 32 cm mà con này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 5-6 lạng. Đấy, tiếp theo là em lên cho các bác cái vòi cam xanh. Nó có màu cam và màu xanh như này, bên em lên nó là vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Con này nó sẽ chia ra làm hai đường nước nhá. Hai đường nước, đấy, chia ra làm hai đường nước luôn. Có ren xoáy, ren xiếc này. Đấy, con này sẽ là 50 cành nhá, 50 cành. Tiếp theo thì sẽ là cái chổi
lau bàn ghế, chổi cọ bàn ghế, giá của nó sẽ là 35k nhá, 35k cho cái chổi cọ bàn ghế như này. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35.000. Chiều dài của chổi thì nguyên phần cước này là vào 15 cm, và phần dài của chổi thì vào khoảng là gần 30 cm nhé, 30 cm đó. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu khò ga này, bỏ cái con đồng ở đây luôn, hai mẫu khò ga này đấy, đây ba mẫu khò ga của bên em luôn đó. Thì con khò đồng này sẽ là 80.000 này đấy. Con khò đồng này thì về nhà các bác phải tự tự mồi lửa nhé, còn lại là dòng này là dòng đánh lửa này. Con màu trắng này sẽ là 50.000, 50 à 40, con màu trắng 50.000, còn con khò đại này thì sẽ là 100.000 nhé, con khò đại 100.000, còn con khò đồng sẽ là 80.000, ba mẫu khò ga của bên em. Tiếp theo thì sẽ là con lấy dây tai này, đây nó sẽ là con lấy dây tai có đèn luôn, con này thì giá của nó sẽ là đi 60.000 cho con lấy dây tai có đèn như này đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái cây gắp này, một cây gắp như này nhá, một cây gắp như này này đấy, một cây gắp có đèn luôn, các bác có thể đưa vào các cái vị trí này đấy, lỗ tai này đấy, chiếu sáng vào lỗ tai nhá, rất tiện ích luôn đó. Có đèn nhá, có đèn, và kèm thêm cho các bác là một cái lấy dây tai có thêm hai đầu lấy nữa này, có hai đầu lấy nữa về nhà các bác lắp vào, giá sẽ là 60k nhá. Lên thì em nó sẽ là lấy dây tai đèn, giá sẽ là 60.000 thì cái lấy dây đèn tai đèn như này, 60k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái nạo lưỡi nhá, nạo lưỡi này, con này thì sẽ là giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn, 10k cho cái nạo lưỡi như này thôi, giá thanh lý cho các bác là 10k. Con này thì các bác rất nên dùng, tại vì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá, 10k trong cái nạo lưỡi như này đấy, các bác dùng để mình nạo lưỡi này rất là tiện ích luôn, giá sẽ là 10k này. Tiếp theo thì con kìm xanh này đấy, kìm bấm xanh như này, kìm bấm xanh như này, các bác có thể dùng để mình bấm móng tay này, hoặc là bấm linh kiện điện các kiểu, con này đều được luôn đó. Kìm bấm xanh, con này thì giá của nó sẽ là 15.000 nhá, 15.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mẫu dao của bên em này đấy, một số mẫu dao của bên em. Đầu tiên nó sẽ là con dao thái lỗ này, con thái lỗ đấy, con thái lỗ như này, con này chiều dài của dao là đi 19 cm và chiều dài tổng thể là 30 cm, bản của nó là 17 nhá, bản của nó là 17. Riêng các cái dòng dao này thì siêu bén rồi, dòng dao này thì siêu bén rồi nhá. Con thái lỗ này thì sẽ là 120.000, em test dọc giấy thử cho bác xem nhá, siêu bén luôn các bác này đấy. Con này là con thái lỗ nhá, con thái lỗ, con này sẽ là 120.000 này, 120.000 con thái lỗ như này. Tiếp theo là con dao thái đức này, con thái đức này, con này cũng siêu bén luôn. Con này thì để nó úp xuống để ngừa lên này. Con thái đức này, con này thì khá 130.000 nhá. Chiều dài của dao sẽ là đi 38 cm, rất dài luôn, dùng để bổ dưa hấu thì rất là ngon, thái lọc phi lê này. Bản của dao là 5 cm và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này thì cũng là dòng siêu bén luôn các bác nhá, siêu bén luôn. Đó. Nói chung là dao đều là dao siêu bén hết, 130.000 này. Tiếp theo là đến con dao vuông này. Đấy, con dao vuông này. Con dao vuông, đấy, con dao vuông như này. Con này sẽ là 180.000 cho con dao vuông như này. Bỏ anh con nhọn ra đây luôn. Đấy, con này sẽ là 180.000 con này. Đấy, 180.000. Đây. Đấy, 180.000. Con này sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật. Hàng của Nhật. Con này thì dài là 30 này, bản là 6 này và chiều dài của lưỡi là 18 nhá, 18. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá, dao vuông 180.000 này, 180.000 con dao vuông như này. Tiếp theo là con dao nhọn này. Lên cho em là dao nhọn này, đấy, cũng của thương hiệu Wattbo luôn, hàng siêu bén cho bác luôn. Con này thì cũng bén như con kia thôi, đấy, bén như con kia thôi. Đấy, dòng này của nó thì siêu bén rồi, các bác có thể dọc được cả dây bóng luôn. Đấy, nó cũng giống như con kia thôi, rất là bén, dọc dây bóng thoải mái các bác này. Đó, con này thì các bác lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 175.000, 175.000 cho cái mã dao nhọn như này, 175.000, dao vuông, dao nhọn này. Tiếp theo là con dao chặt đứt này, dao chặt đứt giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con chặt đứt như này. Đấy, con này thì cũng siêu bén luôn, dao chặt nhưng mà cũng có thể dọc giấy thoải mái các bạn này. Đấy, dọc giấy thoải mái luôn nhá. Đó, bản khá là dày luôn, nặng thì khoảng từ 3 đến 4 lạng, khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Winling Made in Germany. Đó, con này thì sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Đấy, tiếp theo thì con dao G49 nhá, cũng 150.000 luôn. Lên mã giúp cho em là G49 nhá, 150.000. Đấy, 150.000 cho con G49 như này. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là của Nhật, Made in Japan này. Đó, Made in Japan của Nhật, còn con kia là của Đức nhá. Siêu bén luôn các bạn này. Đấy, rất là bén luôn. Rất bén luôn các bạn này. Đó, rất đẹp nhá. Đấy. Hai con này thì kích thước nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, con chặt Đức và con G49 này thì kích thước đều như nhau. Đấy, con chặt Đức này thì dày hơn một chút. Đấy, một con này của Đức, một con này của Nhật, đều là 150.000 nhá. Các bác lấy con nào thì lấy, kích thước nó như nhau.
Đấy, kích thước nó như nhau thôi. Em sẽ đo thử một con cho bác xem này. Thì lưỡi là 17 này, bản lưỡi là 9 này và tổng chiều dài là 30. Đấy, cơ bản là như vậy nhá. Thì con này các bác lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000 này. G49 150.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là dao chặt đứt, giá sẽ là 150.000 luôn, 150.000 này. Tiếp theo thì sẽ là bộ ba dao này. Em lên cho bác nút con dao chặt đi. Con này là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì nặng 1 cân này, dao chặt 1 cân, hàng cũng của Nhật đây. Made in Japan này, đó, dao chặt 1 cân của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 bên em bao ship nhá. Nặng 1 cân, chặt xương trâu xương bò thoải mái luôn, chặt xương trâu xương bò các loại xương thoải mái luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 cho một con như này, 230.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao gọt này. Đấy, dao gọt này. Thì các bác lên cho em là dao gọt 3 nhá, dao gọt 3. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Còn con gọt 2 này thì sẽ là 80.000. Đó, hai con. Dòng dao gọt này thì nó đều là dòng siêu bén rồi, đều là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, đây. Con này nó sẽ là con gọt 3 này, con gọt 3 đây nhá, gọt 3 đây. Siêu bén luôn các bác nhá. Đấy. Dao này của nó thì siêu bén luôn các bác. Đây, siêu bén luôn. Con này thì nó đã bị dùng rồi, còn đây hàng mới tinh đây. Đấy, đây. Siêu bén luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Dao siêu bén luôn này các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là bén các bác nhá. Rất là bén luôn các bác thấy không? Đó. Thì con này các bác lên cho em là gọt 3, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Con gọt 3 này là 70.000 này. Đấy, còn con gọt 2 này thì cũng siêu bén luôn. Con gọt 2 này thì cũng siêu bén luôn nhá. Siêu bén luôn. Con gọt 2 này thì sẽ giá của nó sẽ là 80.000. 80.000 cho con gọt 2 như này. Đấy, 80.000 cho gọt 2 như này. Ngoài ra thì có con dao vàng đây. Các bác lên cho em là dao vàng nhá, dao vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là dao vàng này. Đấy, siêu bén luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 20k. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng nhá. Dao vàng sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao SA78 nhá, SA78. Con này thì hàng siêu bén rồi. Dao dày mình hàng siêu bén cho bác luôn, Colombia của Mỹ, SA78. Con này thì chiều dài của nó sẽ là đi 30. Phần lưỡi này là 18 nhá, bản của nó là 4 cm. Đấy, cực kỳ dày luôn. Chiều dày của nó là khoảng gần 5 ly nhá, gần 5 ly, rất dày luôn. Đó. Dao thì nó cũng là thuộc một cái dòng dao khá là bén các bạn ạ. Đấy, mình dày nhưng mà dao rất là bén luôn. Đó, Colombia. Con này thì giá của nó sẽ là đi con SA78 là bao nhiêu đây? 300.000 nhá. 300.000 cho con SA78 như này. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Đấy, 300k. Lên mã giúp cho em đó là SA78 nhá. SA78, giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể đo vôn kế, đo ampere, đo các cái chỉ số đều ok hết. Về nhà thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đó. Lắp các bác về các bác cứ thế là sử dụng thôi. Đây. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao cán gỗ nhá. Con nhỏ này thì sẽ là 70.000 này. Con 40, con nhỏ này là 40.000 này. Con tức là con gọt này, các bác lên cho em là gọt gỗ, con này sẽ là 40.000 này. Con thái gỗ này thì sẽ là 80.000 này. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000 này, 180.000. Còn các bác mua combo thì bên em bán cho các bác 3 con nhá. 3 con giá chỉ là 260.000 cho 3 con dao như này thôi. Hàng thì siêu bén luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Nguyên con dao chặt mà em còn dọc vào giấy như này thì các con khác đều ok hết nhá. Siêu bén cho các bác luôn. Đó. Con này thì cũng kích thước như con kia thôi. Con này thì cũng như con hai con kia. Đấy, con này 180.000 nhá. Khá là dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. 180.000. Đấy, hàng đều của Nhật, Japan, chữ khắc chìm luôn này. Đó, lên cho em là chặt gỗ 180.000. Còn ngoài ra thì hai con kia thì giá sẽ là 80.000 và 60.000. Nếu mua combo thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá. Combo 3 con 260.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop còn một ít cái dây điện nguồn nữa. Đấy, và dây ổ thì thanh lý nốt cho các bác nhá. Thanh lý nốt cho bác này. Đó. Đây. Con này thì các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì bao gồm cho các bác là hai cổng USB này và các cái ổ cắm như này. Đó. Con này thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho con ổ trắng này.
Tiếp theo thì là cái mã N25 này. Con này thì thanh lý cho các bác với giá đang bán là 50.000 này. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho cái ổ N25 như này, N25 40.000 này. Tiếp theo thì con dây nguồn mã số 7 này. Con này đang bán là 201 này. 201 đây, dây nguồn như này. Thanh lý cho các bác này. Đấy. Con này thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 150.000 nhá, 150.000. Lên cho em là mã số 7 này. Tiếp theo thì nó sẽ là mã số này. Con này nó sẽ là cái mã số 4 này, con này mã số 4 nhá. Mã số 4 220, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 160 này, 160 này. Đó. Đây thì em còn mấy quận nữa. Đấy, mấy quận nữa thì sẽ bán cho các bác là đồng giá 40.000 một quận nhá. Đấy 40.000 một quận. Đây. Còn như vậy là hai quận 40.000 này. Hai quận này là 40.000 này. Đấy. Còn hai quận này thì to hơn thì sẽ là 100.000 một quận này. 100.000 một quận này. Đấy. Hai quận 40.000, hai quận 100 này. Đấy. Một quận này cũng mã số 6 này đang bán 109 này. À mã này mã số 9 này. Mã số 6 đang bán 109. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130.000 này, 130.000 này. Đấy. Còn lại là một số cái ổ này. Ổ này thì ổ N9 này. Ổ N9 110 thanh lý nốt cho các bác với giá là 1 2 3 4 5 một cắm như này. N9 110 thanh lý cho các bác với cái giá đó là 70.000 này, 70.000 ổ N9 này. N18 này, 120 thanh lý 80.000 này. Tiếp theo là cái ổ này là H5 này. 150.000 thanh lý nốt cho bác với giá là 70.000 này. Đó. Ổ N4 này, 120 thanh lý nốt cho bác với giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, dây to, ổ to, hàng chất lượng cho các bác luôn. Đó là một số các mã thanh lý của bên em. Đó, thanh lý nhanh cho các bác. Ok. Hello chào các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hai số điện thoại thì em để góc dưới màn hình, các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu mèo thần tài nhá. Mèo thần tài rất là đẹp luôn các bác này. Đó, và về nhà thì các bác lắp pin ở đít này cho em. Đấy, có công tắc tắt bật ở đây. Các bác lắp cho em pin cái này nó sẽ là thuộc cái dạng là pin đây. Pin con thỏ loại nhỏ nhá. Các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ loại to, pin đồng hồ đấy, đắp cho em pin đồng hồ hai viên. Và dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sứ nhá. Đấy, bằng sứ như này. Đấy, và cái tay của nó vẫy như này. Thì các bác có thể để trước bàn thờ này hoặc là để trên bàn làm việc này, nói chung là nó sẽ giúp cho các bác là thu hút tài lộc nhá, gọi là mèo thần tài. Đó. Rất là đẹp luôn. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là mèo thần tài, giá sẽ là 470.000 nhá. 470.000 cho một em mèo thần tài như này các bác này. 470k một em. Đó. Về nhà thì các bác cứ lắp pin vào là sử dụng thôi. Đấy, nó là bằng sứ các bác nhá, bằng sứ. Đấy, bằng sứ rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp nhá, màu sắc các thứ rất là đẹp luôn. Cao thì vào khoảng là trên 20, rộng thì cũng vào khoảng là 20 nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, và tay nó luôn là vẫy như này. Các bác cứ lắp pin vào là tay nó vẫy này. Lên cho em là mèo thần tài, giá sẽ là 470.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy nhặt lông nhá, máy nhặt lông vịt gà. Đấy. Cái này thì nhặt lông vịt gà đều được hết nhá. Máy nhặt lông vịt gà này, đó, vịt gà. Giá sẽ là 175.000. Con này thì nó sẽ là có sẵn pin rồi. Có sẵn pin rồi, và về nhà các bác cắm sạc vào đít này cho em này, bật nguồn này. Đấy. Đấy, các bác cứ bật này là các bác đưa vào là cái này nó chạy là nó sẽ khua, là nó sẽ giúp cho các bác là nhặt được lông vịt gà này. Lên cho em là máy nhặt lông vịt gà nhá. 165.000. Đấy, các bác làm thịt gà dùng con này nó rất là tiện và nhanh. Đây các bác này. Công suất 550 W máy. Đấy, các bác thấy không? Đã được đổ lên tới dây đèn đấy. Rất là dễ luôn, các bác chỉ cần cầm và gạt đi cho em là xong. Và sạch, rất phù hợp cho mọi người dùng, cho các cơ sở hay mọi người dùng cho gia đình ạ. Cá vịt cá gà luôn nhá. Đặc biệt là hiện nay máy nhổ lông bên em đã được nhám qua hai đầu kẹp, khác với những máy nhổ lông thông thường khác. Máy có thể nhổ mọi loại lông như lông tơ hay lông ống và nhiều những loại lông cứng đầu khác đều được sạch nhổ. Sạch sẽ luôn, các bác thấy không? Cách dễ dàng khi máy đi qua. Đấy, vậy mọi sạch người đẹp luôn các bác nhá. Mà không đó. Về cho... Hiện nay xin đây. Chào mọi người, lại là em cô gái bỏ phố về quê làm thuê nhổ lông cho TikToker đây ạ. Đây.
Hiện nay bên em đang có chiếc máy nhổ lông vịt với công suất 550W, máy đi đến đâu lông lên xem là máy nhổ lông vịt gà nhá, 165.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu sản phẩm, đó là cái led main nhá, 30.000 cho một main led như này. Đấy, con này thì nó sử dụng điện 12-24 nhá. Đấy, đây các bác thấy không? Rất là tiện luôn. Đó. Và cũng rất là sáng các bác nhá. Đấy. Sử dụng điện 12 hoặc là 24V. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy, cái này thì em đang sử dụng qua cái con sạc bình 12V nhá. Sạc bình 12. Đấy, cái này thì nó sử dụng điện 12, điện 24 đều được. Cái này thì bên em có bán cả cái cục nguồn luôn nhá. Có bán cả cục nguồn luôn. Đó, thì các bác có thể sử dụng qua cái cục nguồn của bên em cũng được. Hoặc là các bác nhà các bác có nguồn rồi thì các bác sử dụng trực tiếp. Nó cũng rất là tiện. Đấy. LED rất là sáng luôn. Ánh sáng của nó thì nó sẽ là ánh sáng trắng nhá. Và về nhà thì các bác cắt ra, cắt ra từng main một như này, từng đoạn một như này, sau đó thì bóc bóc băng dính ra và mình dán vào tường hoặc là dán vào cây cối này. Lên cho em là LED main, giá sẽ là 30.000 một main như này nhá. LED main này. LED main giá sẽ là 30k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là LED main nhá. LED main giá sẽ là 30k. 30k đưa cho anh cái cục nguồn luôn. LED main 30.000 một main như này. Một main này của nó thì sẽ là đấy. Đấy cái nguồn LED ấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là vào 20. Nó sẽ là có 20 thanh như này này. 20 thanh như này. Về nhà các bóc ra là dán vào cho em. LED main 30.000. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái nguồn LED 12V 150.000 nhá. 150.000 cho cái nguồn LED 12V như này. Đó, về nhà thì các bác chỉ cần là đấu điện vào cho em là xong. Nó có nguồn vào nguồn ra đây. Đấy. Nguồn vào là N này. Đấy. 220V nhá. 220V và nguồn ra của nó là DC out của nó là 12V. Rất là tiện dụng luôn. Đó, các bác cứ này là đấu vào là cấp nguồn vào và nguồn ra cho nó. Lên cho em là nguồn LED 12V, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con như này. Đó, 150.000 cho một con nguồn LED 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái dây ống nước 10m nhá. Dây ống nước 10m sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi đồng tăng áp này, một đầu vòi kết nối này và một đầu kết nối nguồn nước này, và một cuộn dây như này, dây dài 10m này. Một cuộn dây dài 10m như này. Đấy, giá sẽ là 90k cho combo. 90k cho combo 4 món nhá. Dây này của nó thì nó sẽ là dây to bằng ngón tay cái như này thôi, chứ không phải là dạng dây to hẳn đâu các bác, dây bằng ngón tay cái thôi. Và nó sẽ là dây sợi vải chống gọi là dây sợi vải chống được nắng mưa rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ có sợi vải bên trong và nó bằng đầu ngón tay cái như này thôi. Giá thì chỉ có 90k cho một cuộn dây như này thôi. Dây dài 10m nhá. Một cuộn dây dài 10m này. Kèm thêm cho các bác là ba cái đầu như này, bao gồm là hai đầu kết nối và một đầu vòi đồng xịt tăng áp này. Đó, combo cho các bác là 4 món như này. Đấy. Lên cho em là dây ống nước. Dây ống nước 10m, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho một cái combo như này. Bao gồm cho các bác là cả dây, cả đầu vòi, cả ống nước, nước hết lượt luôn. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác tham khảo nhá và đặt mua. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái xẻng đa năng quân đội nhá. Đấy, xẻng đa năng quân đội như này giá sẽ là 100.000 nhá. Con này thì hàng của Mỹ này, made in USA này. Đấy, các bác có thể là xoáy cái tay này vào. Ở cái tay này nó còn có cho các bác là một cái la bàn này, một cái la bàn luôn. Đấy đây. Chất liệu của nó thì bằng thép rồi. Xoáy cái tay này vào cho em này. Đó, khi gấp vào thì nó rất là gọn. Các bác có thể vừa làm cuốc vừa làm xẻng. Nguyên cái phần này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là gần 30cm. Đấy, và cái này thì các bác có thể điều chỉnh cái này. Điều chỉnh cái này để mình xoáy lên xoáy xuống để các bác có thể làm nguyên cuốc này. Đấy. Hoặc là các bác làm cuốc như này. Hoặc là các bác có thể ngửa hẳn ra. Đấy, ngửa hẳn ra xoay đi để mình làm xẻng như này. Đấy, làm xẻng như này. Vừa là cuốc vừa xẻng luôn. Hàng made in USA, hàng của Mỹ nhá. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Lên cho em là xẻng đa năng quân đội nhá. Đấy, xẻng đa năng quân đội, giá sẽ là 100k một chiếc, 100.000 cho cái xẻng đa năng quân đội như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái chậu ngâm chân nhá. Chậu ngâm chân cắm trực tiếp điện 220V luôn. Dung tích của nó thì nó sẽ đây. Đấy, đây các bác, thông số đây. Điện 220V 50Hz 450W. Đấy, hàng này thì các bác chỉ cần là cho nước hoặc cho các cái loại thuốc vào đây. Cái này thì nó vào khoảng là 5-7 lít. Đấy, các bác chỉ cần là cho nước cho thuốc vào đây, sau đó thì các bác bật các chế độ đây. Đấy, nó sẽ nguồn vào các chế độ đây nhá. Đó, để ngâm chân. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái con lăn như này, vừa ngâm vừa massage luôn. Đây, các bác có thể vừa ngâm vừa massage này, rất là tốt này.
thư giãn cho bàn chân này. Đấy, rất là sướng luôn, nó giúp thư giãn bàn chân rất là tốt nhá. Đấy, và nó giúp các bác đã thông kinh mạch các cái huyệt ở bàn chân rất là tốt luôn. Đó, cho vào để các bác ngâm chân nhá. Đấy, ngâm chân vừa massage luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 310.000, 310.000 cho cái chậu ngâm chân như này. Lên mã giúp cho em là chậu ngâm chân, giá sẽ là 310.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví đựng giấy tờ xe nhá. Đấy, lên cho em là ví giấy tờ 50k một chiếc như này, hàng của thương hiệu Toyota, rất là xịn sò luôn. Đấy, đường kim mũi chỉ rất là đẹp nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da như này, rất là đẹp luôn. 50k một chiếc. Lên mã giúp cho em đó là ví đựng giấy tờ xe nhá, ví giấy tờ 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân treo nhá, cân treo điện tử như này. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là có cả cân và kèm cả pin như này nhá. Đấy, có cân kèm pin như này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin thì lưu ý là mình lắp đúng chiều pin nhá. Đấy, lắp đúng chiều pin thì nó mới lên. Đó, các bác lắp đúng chiều pin cho em, sau đó thì đậy nắp vào. Đây, các bác đậy cái nắp này vào này. Đấy, đậy nắp vào. Đấy, đây thì nó sẽ là dòng cân điện tử như này nhá, cân treo cầm tay. Đấy, cân treo cầm tay như này. Đấy, và các bác dùng mình cân thôi. Đây, mình cân như này nó sẽ cân này. Đấy, và nó sẽ nhớ số cho các bác luôn. Cân treo điện tử, giá sẽ là 70.000 nhá. Cái viên pin này hết thì các bác có thể ra ngoài hiệu sách các bác mua được. Giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Ngoài hiệu sách nó bán thì có mấy nghìn viên thôi. Đó, cân treo điện tử 70.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ tinh dầu đuổi muỗi. Đấy, combo tinh dầu đuổi muỗi như này bao gồm là một đèn và bốn lọ tinh dầu nhá, một đèn và bốn lọ tinh dầu luôn. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì xoáy vào cái này cho em. Đó, combo tinh dầu đuổi muỗi. Đấy, sau đó thì bật công tắc lên. Đấy, lúc nào dùng thì mình bật công tắc lên. Mỗi lọ này các bác dùng cho em là được từ 3 đến 4 tháng, như vậy là bốn lọ như này là các bác dùng 1 năm. Giá thì chỉ có được bác là 120.000 thôi. 120.000 cho cả đèn cả bốn lọ tinh dầu như này, như vậy là các bác tính ra là mua chỉ có mất mất tiền tinh dầu thôi, còn tiền đèn là không mất nhá. Đấy, 120.000. Đấy, combo bốn lọ tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đấy, combo đèn tinh dầu đuổi muỗi 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mẫu tất của mùa đông này. Đầu tiên thì nó sẽ là tất của thương hiệu Nai, tất hộp nhá. Đấy, tất hộp màu đen như này. Tất hộp màu đen, một hộp này 5 đôi, giá sẽ là 80.000. 80.000 cho một hộp 5 đôi này. Đấy. Tất thì siêu dai luôn, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi tốt, hàng của thương hiệu Nai nhá. Giá là 80k trong hộp 5 đôi. Lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo là bên em có cái dòng tất vỉ này. Vỉ này của nó thì sẽ là một vỉ 10 đôi thì có màu đen và màu trắng nhá. 90.000 một vỉ. Lên cho em là tất vỉ 10. Tất hộp thì chỉ có 5 thôi, nhưng mà tất vỉ này thì là 10 đôi. Và cái vỉ này thì nó sẽ tất nó ngắn hơn một chút nhá. Tất ngắn hơn một chút nhưng mà đi mùa đông thì các bác dùng nó cũng vừa xinh. Đấy, không quá ngắn. Đây. Đấy, co giãn 4 chiều, đều hàng của thương hiệu Nai hết nhá. Đấy, của thương hiệu Nai. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 90.000 10 đôi tất. 90.000 10 đôi tất thôi. Đấy, giá hợp lý cho bác luôn. Cái này thì bên em bán theo vỉ này mà không bán lẻ nhá. 90.000 một vỉ. Mỗi vỉ này là 10 đôi. Thì các bác lên cho em là tất vỉ đen hoặc tất vỉ trắng nhá. Cái này là tất vỉ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ sạc nhanh nhá. Đấy. Ổ sạc nhanh, tức là ổ điện kèm sạc nhanh cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là đi cái ổ vuông kia nhà rồi à. Đấy, sẽ là combo cho các bác là một ổ như này, 150.000. 150.000, bỏ cái ổ xanh luôn. 150.000 nhá. Đấy. Lên cho em là ổ sạc nhanh, nó sẽ có cái cổng sạc nhanh ở đây. Các bác có thể cắm nguồn vào để mình sử dụng tính năng sạc nhanh, nhưng mà cái này chỉ có dùng cho các cái loại điện thoại hàng đời mới thôi, chứ còn những cái điện thoại đời cũ sâu đời nhiều khi không sạc được đâu. Đấy, các bác cứ đặt vào đây là nó sẽ có tính năng sạc nhanh này. Đấy, đang nhảy số các bác này, rất là tiện luôn. Đó, có 3 chân ổ cắm, có công tắc đóng ngắt và có 4 chân USB như này. Đấy. Thì lên cho em là ổ điện sạc nhanh. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cái ổ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì nó sẽ là ổ điện vuông nhá. Ổ điện vuông cũng có công tắc đóng ngắt luôn, có cầu dao, có công tắc đóng ngắt, có tới 2 này, 4 6 chân cắm sạc nhá. 6 chân cắm sạc luôn, cực kỳ khủng khiếp luôn. Đấy, có công tắc như này, có công tắc, có đèn như này, các bác có thể dùng vừa làm đèn ngủ được luôn. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa công tắc đóng ngắt, 6 ổ cắm như này. Đấy, có chống trẻ em luôn nhá, có chống trẻ em luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là lên cho em là ổ trắng vuông, giá sẽ là 100.000 nhá. Ổ trắng vuông 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cái ổ trắng xanh 60.000. Ổ này thì cũng có công tắc đóng ngắt, có 3 chân USB thôi. Cái này nó chỉ có 3 chân USB thôi. Và giá thì sẽ là cũng có đèn báo luôn, có đèn báo như này. Giá sẽ là 60.000 nhá.
cũng có 6 ổ cắm này, 1 2 3 4 5 6 ổ cắm này. Đấy, cái này thì nó sẽ là 6 ổ cắm như này và 3 chân USB. Lên cho em là ổ trắng xanh, có lô về màu trắng, có lô về màu xanh, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đấy, chiều dài của nó là 70 x 1m4, chất liệu của nó thì bằng bông tự nhiên, thấm hút mồ hôi tốt này. Đấy, thấm hút nước tốt. Đấy, rất là to luôn, to khủng khiếp luôn các bạn này. Đấy, 70 x 1m4 đấy. Rất là to luôn, các bác thấy không? Đây, 70 x 1m4 luôn. To bự như này các bạn. Đó, rất là sạch luôn và tiện ích nhá. Đó, các bác có thể dùng làm khăn tắm này, tắm xong thì mình choàng vào cho nó khô này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là đi 40k một chiếc khăn tắm như này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn rửa mặt này. Khăn rửa mặt này thì sẽ là 50k một bịch nhá, 50.000 một bịch. Đấy, lên cho em là khăn rửa mặt 50k. 50k trên một bịch này là 10 chiếc, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 trên 3 cái nhá. 50.000 là trên 10 cái một bịch. Còn mua lẻ là 20.000 một bịch. Kích thước của nó thì là 30 x 50, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lấy dây tai nhá. 20.000 một chiếc, lấy dây tai như này. Bộ lấy dây tai đa năng 20.000 một chiếc. Đây, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp đựng như này, có gioăng chống nước cũng điếc, các bác có thể treo vào móc khóa này, và 6 cây lấy tất cả. Đó, nó sẽ có cho các bác là 6 cây lấy như này. Đây. 2 4 6 cây lấy như này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn. 6 cây như này, giá sẽ là 20k nhá. Lên cho em là lấy dây tai đa năng, lấy dây tai đa năng. Giá sẽ là 20.000 thôi. 20.000 cho cái bộ lấy dây tai đa năng như này, các bác có thể treo vào móc khóa rất tiện ích này. Treo móc khóa rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ lông trẻ em 75.000 chiếc. 75.000 chiếc. Cái này thì các bác có thể dùng cho các trẻ em hoặc là nói chung là người lớn tuổi cũng dùng được, dùng cho trẻ em được. Nó sẽ có một cái tấm kính chắn như này để chống mưa gió này, chống mưa gió rồi chống bụi bẩn các bác đeo vào. Đây, nó có cái meca như này nhá, có cái meca như này, meca nhựa trong như này. Có khóa này, các bác lắp khóa vào đây chị em. Đấy, lắp khóa vào đây là xong. Đấy, và cái này thì hình con mèo rất là đẹp luôn. Rất con mèo con thỏ rất đẹp, chùm lên các bác đội vào cho trẻ em thì rất là tốt luôn. Đấy, chống gọi là gió rồi là lạnh rồi nói chung là đa chức năng luôn. 75.000 cho một cái mũ trẻ em như này nhá. Tiếp theo là mũ trẻ em 75.000. Đó, mũ lông trẻ em 75.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu chuyển mũi khoan như này nhá. Đấy, nó sẽ làm cái đầu chuyển mũi khoan như này. Thì các bác cứ lắp vào máy khoan thì các bác lắp đầu lục giác, đầu các loại đầu đều được hết nhá. Các loại mũi, các loại đầu đều được. Đấy, các bác không phải thay tháo mất công nữa nhá. Lên cho em là đầu chuyển mũi khoan, giá sẽ là 30.000 nhá. 30k cho cái đầu chuyển mũi khoan như này. Giá sẽ là 30k. Lên cho em là đầu chuyển mũi khoan nhá. Đầu chuyển mũi khoan. Đầu chuyển mũi khoan này. Đấy. Chuyển mũi khoan. Giá sẽ là 30k nhá. 30k cho cái đầu chuyển mũi khoan như này. 30.000 một chiếc. Để em có video trực tiếp cho bác xem luôn. Các bạn này. Mũi vít nhanh ở bên em nhé. Bình thường các bác thay mũi vít rất là mất thời gian. Hôm nay em lên cho bác cái đầu chuyển mũi vít lục giác nhanh này, các bác sử dụng rất tiện lợi. Chỉ cần nhấn nhẹ là có thể tháo 5 mũi vít bao thích thì ủng hộ nha. Chỉ với hơn 10k các bác mua ngay một cái đầu chuyển đổi mũi vít nhanh ở bên em nhé. Bình thường các bác thay mũi vít rất là mất thời gian. Hôm nay em lên cho bác cái đầu chuyển mũi vít lục giác nhanh này, các bác sử dụng rất tiện lợi. Chỉ cần nhấn nhẹ là có thể tháo 5 mũi vít bao thích thì ủng hộ nha. Đấy, rất là tiện ích luôn, 30.000 nha. Đầu chuyển mũi khoan, mũi vít. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu sen cao su nhá. Đây, nó sẽ là một cái đầu vòi sen kết hợp với lại dây luôn. Giá sẽ là đi lên cho em là cái này nó sẽ là sen cánh quạt nhá. Cái này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là sen quạt nhá, 90.000 này, bao gồm là một đầu vòi sen, một dây này. Đấy, và một cái công tắc đóng ngắt như này. Công tắc đóng ngắt có cả điều chỉnh tăng giảm luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp, giá sẽ là 90k trong cái bộ sen quạt tăng áp như này nhá. 90.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa chữ U nhá. Đây, nó sẽ là một cái khóa chữ U như này. Giá sẽ là đi 80.000 cái khóa chữ U như này. Nó sẽ là dòng khóa số nhá, rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để khóa cổng, khóa cửa rất là tiện này. Đấy, đóng mở rất là ngon luôn. Khóa chữ U rất là tiện luôn các bác này. Đó, 80k cái khóa chữ U như này. Khi đổi mật khẩu thì các bác chỉ cần là xoay cái lẫy này cho em này, sau đó thì đổi xong các bác lại xoay lại nhá. Rất tiện ích luôn. Đó, các bác có thể đổi tùy ý, đổi theo số nào cũng được. Sau đó thì mình lại xoay lại là xong. Còn bên shop thì luôn để mặc định là dãy số 0 rồi. Lên mã giúp cho em đó là khóa chữ U, giá sẽ là đi 80k nhá. 80k là khóa chữ U như này.
Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp xem. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra công ty ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, các bác cứ yên tâm đặt hàng thôi. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác được cái mẫu đồng hồ treo tường loại to nhé. Nó sẽ có hai mẫu, một mẫu loại to và mẫu loại nhỏ như này. Mẫu loại nhỏ này thì nó sẽ là 70.000, lên cho em là treo tường nhỏ hoặc treo tường bé nhá. Treo tường bé giá sẽ là 70.000 đó. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu treo tường to này. Đấy, treo tường to, máy miếc của nó thì hàng cực kỳ xịn và ngon lành cho các bác luôn. Máy miếc cực kỳ là xịn ngon lành, đồng hồ treo tường to giá sẽ là 100.000. 100.000 nó có đồng hồ treo tường to như này. Hàng cực kỳ dày dẫn, nặng trịch và chắc chắn nhá. Kim của nó là kim trôi, các bác có thể để phòng ngủ không sợ bị gọi là cái tiếng tích tắc nó làm cho các bác ảnh hưởng đến giấc ngủ nhá. Mặt của nó là mặt trắng nhá. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, rộng 30 cm. Còn con này thì nó sẽ là vào là khoảng là 20 cm. Đó, thì con đồng hồ bé này thì đồng hồ treo tường bé là 70.000. Còn đồng hồ treo tường to thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Đấy là mẫu đồng hồ treo tường. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc 32 của Sharp nhá. Ấm siêu tốc 32. Lên cho em là ý. Ấm siêu tốc 32 dung tích của nó là 3 lít các bạn này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ, công suất của nó là 1500W. Con này thì các bác vừa làm ấm siêu tốc này, vừa là giữ nhiệt được luôn. Đó, đây. Các bác chỉ cần là đây, các bác ấn cái lẫy này. Ấn cái lẫy này nó sẽ mở ra này. Đấy, một con ấm siêu tốc cực kỳ là ngon luôn. Một con ấm siêu tốc cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc 32. Con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ. Công suất của nó là 1500W. Các bác đẩy ra như này cho nước này. Đó, sau đó thì các bác lại đẩy vào cho em. Đó. Con này thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc cực kỳ là xịn sò cho bác luôn. Có đèn báo như này các bác nhá. Có đèn báo này. Các bác đẩy cái lẫy này ra để mình cho lên. Đấy. Inox 304 sáng bóng nhá. Đấy, con này nó sẽ là dòng inox cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đun nấu thì cực kỳ là ngon. Quay ở đây. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc 32, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Sharp này. Hàng thương hiệu Sharp, sử dụng điện 220V, 220V, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Lên cho em là ấm siêu tốc 32, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Con này thì vừa đun nước để uống này, vừa các bác có thể là cho các cái đồ trà cà phê vào đây, mình vừa làm lưới lọc được luôn, rất là tiện nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là đi lên theo là ấm siêu tốc Đức 290.000 nhá. 290.000. Đấy, 290.000. Con này thì dung tích của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Đó, lên cho em là ấm siêu tốc Đức, dung tích của nó sẽ là 1,8 lít. Con này thì rất là tiện luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con phích đun sôi nhá. Con này sẽ là 180.000. Con này cũng 3 lít cả vỏ luôn. Cũng là 3 lít cả vỏ và có cho các bác là giữ nhiệt luôn nhá. Đấy, các bác cứ để trên cái khay đun của nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá. Đấy. Con này thì bên trong của nó thì nó cũng là dòng inox 304 và con này có thêm tính năng giữ nhiệt nữa, tức là khi các bác cứ để trên bếp, để trên khay đun, để trên cái đế của nó là khi đun thì nó sẽ giữ nhiệt cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn sưởi nhà tắm nhá, đèn sưởi nhà tắm, bóng sưởi nhà tắm thì nó sẽ có hai loại. Đấy, loại 3 bóng thì giá của nó sẽ hai bóng này thì sẽ là 250.000. Đấy, đèn sưởi 2 bóng giá sẽ là 250k nhá. 250k cho con sưởi 2 bóng như này. Đấy, 2 bóng. Hàng cực kỳ là tiện luôn, có công tắc. 2 bóng thì giảm giá còn 230 nhá, 230.000. 230.000 thôi. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc cho em là xong. Đấy, các bác treo lên. Nó có lẫy này, các bác treo lên nhà tắm nhà mình là xong. Rất tiện luôn. Đó. Lên cho em là bóng sưởi 2 bóng là 230. Còn con 3 bóng này thì sẽ là 270.000 nhá. 270.000. Con 3 bóng này là 270k nhá. 270k cho em 3 bóng như này. 270.000. Con này nếu mà các bác mà ra ngoài cửa hàng mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 500-600.000 nhá. Nhưng mà bên shop bán cho các bác giá thanh lý, cực kỳ là tốt cho bác luôn. Hàng của thương hiệu AGP của Nhật nhá. AGP của Nhật, sử dụng điện 220V.
Hàng này nóng cực kỳ là nhanh luôn và rất là tiện. Các bác có thể bật như này, rất là tiện luôn. Lên cho em là bóng sưởi nhá, bóng sưởi 2 bóng sưởi 3 bóng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái một số các cái loại xịt nhá. Đấy, một số các cái loại đồ xịt như này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con xịt. Con này là xịt tẩy. Em lên cho các bác một số cái mã bình xịt của Nhật nhá. Đấy, nó sẽ có 2 4 6 mẫu như này. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái con vệ sinh điều hòa nhá, vệ sinh điều hòa. Các bác lật cái nắp này lên, sau đó thì xịt vào cái lưới điều hòa này, sau đó thì mình lau đi cho em. Đấy, nó là vệ sinh khô điều hòa. Một năm các bác phải vệ sinh cho em một lần để đảm bảo cái điều hòa của các bác thông thoáng sạch sẽ, thì khi mình dùng nó sẽ không bị nhiễm khuẩn nhá, và cái điều hòa nó sẽ chạy bền bỉ này. Vệ sinh điều hòa giá sẽ là 45.000 cho cái vệ sinh điều hòa như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bình xịt RP7 50.000, xịt RP7 50.000. Cái này thì khi mà các bác xịt vào các cái vị trí mà nó bị gọi là bị dỉ sét này, rồi bị các kiểu con là điểu luôn, thì các bác xịt vào cho em nó rất là tốt luôn. 550ml nhá. Đấy, 550ml. Cửa này, rồi các cái vị trí như là bị ten sét, dỉ sét đây. Đấy, ổ khóa, ổ khiếc, rồi nói chung là vòng bi cũng biết, các bác xịt vào cho em rất là tiện luôn. Xịt RP7 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bình xịt inox như này. Đấy, bình xịt inox như này nhá. Cái này thì nó sẽ là dạng là bình xịt và chất liệu của nó thì nó sẽ là sơn inox như này nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì phủ lên bề mặt nó sẽ giúp cho các bác là làm bóng này, rồi nó sẽ giúp là chống dỉ cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là sơn inox nhá. Sơn inox giá sẽ là 70.000. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, sơn lên cái là nó phủ bóng lên luôn. Phủ bóng luôn các bác này. Đấy. Lên cho em là sơn inox 70.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt bếp này. Đấy, xịt bếp. Con này thì giúp cho các bác là tẩy sạch nhanh chóng này. Đấy, tẩy sạch nhanh chóng luôn. Đó. Xịt bếp nhá, xịt bếp, đánh sạch các cái vết bụi bẩn ở trong vết dầu mỡ ở trong bếp luôn. Lên cho em là xịt bếp này. Đây các bác này. Đó, ví dụ như các cái vết bám dầu mỡ này. Các bác xịt vào cho em xong rồi để tầm khoảng 30 phút này. Sau đó thì mình vệ sinh đi. Đó, qua theo là nó sẽ sạch luôn. Đây. Vết bám dầu mỡ các bác cứ xịt vào cho em. Đó. Sau đó thì để 30 phút, sau đó thì mình lau vệ sinh đi. Lên cho em là xịt bếp nhá. Đây các bác này. Bất kỳ vết bẩn ở chất liệu nào đối với sản phẩm này, chỉ cần một lần sử dụng chúng đều có thể trở lại như mới. Xịt mọi vết bẩn và dỉ sét đều tan biến sau một lần lau qua, giá thành phải chăng mà kết quả mang lại cực kỳ cao. Đặt mua ngay nào các bạn ơi. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái xịt bếp xong này, sau đó thì đến cái xịt nhà tắm toilet này, xịt nhà tắm toilet. Lên cho em là xịt nhà tắm nhá, giá sẽ là 40.000 thôi. 40.000 cho một bình xịt nhà tắm như này. Chất liệu của nó thì nó cũng là dạng kem như này nhá. Đấy, dạng kem trắng như này. Kem trắng như này các bác chỉ cần xịt vào, sau đó thì để cho em từ nửa tiếng đến một tiếng để cho nó đánh tan các cái vết bẩn bám đi. Đây các bác này, đó. Đây nha, xịt nhà tắm đa năng này. Đó. Dì xét các bác gọi là bị bám cặn canxi cái thứ lâu năm, các bác dùng con này cho em. Rất là nhạy luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là đi 40.000 nhá, 40.000. Xịt nhà tắm đa năng, đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái chai xịt khác nữa, đó là cái sơn chống thấm nhá, sơn chống thấm. Đấy, đây thì cái này các trước khi các bác dùng thì lắc đều lên cho em. Lắc đều lên cho em nhá, lắc đều lên cho em. Đấy, mình để ý lắc đều lên cho em, sau đó thì mình xịt này. Đấy, đây. Đấy các bác thấy không? Đấy, lắc đều lên cho em. Đấy, thì khi mà mình xịt thì mới đầu là nó sẽ hơi bị cái lớp khô nó sẽ mắc một chút, thì các bác tiếp tục mình lắc đều lần hai. Đó, sau đó thì các bác có thể để một lúc cũng được cho nó lên ga, sau đó thì mình xịt lại là nó sẽ ra thôi. Đó. Thì cái sơn này nó sẽ giúp cho các bác là vệ sinh rất là tốt luôn. Đấy, giúp. Đây các bác này, chống thấm rột rất là tốt luôn. Các bác xịt lên cho em các cái bề mặt như là mái tôn, mái ngói này, khe cửa này, các chỗ nào vị trí bị bong chốc các bác xịt lên cho em. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Lên cho em là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một chai xịt chống thấm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy cặn canxi này, tẩy cặn canxi
hàng của Nhật các bác chuyên dùng cho em trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là một cái dòng tẩy cặn canxi siêu tốt luôn. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một chai tẩy cặn canxi như này. Lên cho em là tẩy cặn canxi, giá sẽ là 30k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá, thông cống vàng 60.000 cho một chai như này, cũng hàng nội địa của Nhật luôn, chuyên thông cống rất là tốt luôn. Đấy, đường cống rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet bị tắc, bị ứ, các bác dùng con này cho em. Lên cho em là thông cống vàng, giá của nó sẽ là 60.000 cho một chai thông cống vàng như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một chai tinh dầu xả nhá, 30.000 cho một chai như này. Các bác mở nắp ra sau đó thì mình xịt trực tiếp vào phòng ăn, phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, giúp vừa thơm phòng vừa diệt ruồi muỗi rất là tốt luôn. 30.000 nhá. Lên cho em là tinh dầu xả 30.000. Tiếp theo thì một cái chai xịt đuổi chuột nhá. Đấy, lên cho em là xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn. Giá sẽ là 35.000 cho một chai xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn như này. Giá sẽ là 35k nhá. Lên cho em là xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn, giá sẽ là 35.000. Rồi, ok.